mình ra ngoài mình chơi thôi, không có được làm cái gì nha. Ừ. Cái anh mới nói anh hứa với em. Xong rồi thì ra tới ngoài thì tối cái ổng lăn vô tượng, ụp mặt tượng ngủ tới sáng gì đó. Rồi xong rồi gì rung dữ vậy? Dạ tại vì con là lâu quá, cũng trải qua 2 năm mấy rồi con mới quen lại vợ con. Rồi có bừa bộn không? Dạ không. Có làm biếng không? Không đâu, vợ con siêng lắm, vợ con ngày ngủ có mấy tiếng à. Là rồi, làm nguyên ngày rồi. Là làm suốt luôn hả? Dạ đúng rồi. Xin mời quý vị chúng ta cùng đến với một câu chuyện đầu tiên của một cặp vợ chồng. Họ rất là đáng yêu. Đúng rồi, rất là đáng yêu, rất là hài hước. Đúng rồi, và mời quý vị chúng ta hãy cùng cho một tràng pháo tay để chào đón cặp vợ chồng dễ thương này. Khi mà thấy cô dâu bước ra thì chắc chắn là sẽ có ngờ. Nhân vật này là chúng ta đã gặp ở đâu đó rồi. Dạ. Thì bây giờ mời em giới thiệu về mình. Trước tiên thì em xin chào anh Quốc Thuận ạ. Con xin chào cô Hồng Vân. Con tên là Phạm Ngân Thảo. Mọi người hay thương yêu gọi con cái tên là Thánh Súng Ngân Thảo. Hiện tại công việc của con là đang bán hàng online. Bạn này rất là duyên dáng hài hước quý vị. Chắc bây giờ chắc quý vị mới nhận ra bạn này là ai. Đó. Đúng không? Rồi bây giờ mời con. Dạ con xin chào cô Hồng Vân. Chào chú Quốc Thuận và khán giả của chương trình Vợ Chồng Son. Con tên là Lê Hoài Đức. Năm nay con 31 tuổi. Công việc con là buôn bán chung với vợ con. Vậy đó hả? Hai vợ chồng buôn bán online. Cũng lớn hơn vợ bộn ạ. Lớn hơn 8 tuổi. Hình như là Ngân Thảo là ở quê mà đúng không? Dạ đúng rồi. Con ở đâu? Dạ con ở Đồng Tháp. Và con cũng ở Đồng Tháp dạ, luôn hả? Con ở An Giang. Ủa nhưng mà là hiện tại là con ở bên chồng hay là ở dạ, bên vợ? Hiện tại thì hai đứa con là nhà ai nấy ở. Tại vì gia đình ảnh thì ảnh là con một, cho nên ảnh cũng phải lo cho ba mẹ. Còn con thì con phải lo cho nội với mẹ của con. Cho nên là nhà ảnh ở nhà con ở. Trời, cô Lan chút nữ vậy đó hả? Dạ. Tụi con quen nhau sao thấy hồi hộp á? Tò mò chứ không phải hồi hộp. Hai con quen nhau á là cũng xuất phát là do con trước. Tại vì lúc trước con còn làm bảo vệ ở cơ quan á. Đang ngồi chật mà con cũng lướt Facebook nữa. Cái con mới thấy cái gợi ý kết bạn ở trên Facebook á. Con mới xem avatar của vợ con mới vô con coi hình. Con thấy thích quá và cái con mới gửi kết bạn. Kết liền luôn. Mà vợ con đâu có chịu đâu có chấp nhận đâu. Trong mấy tuần sau vậy đó, vợ con đăng cái bài về mấy con mèo đó, đăng hình chụp chung với mấy con mèo đó, rồi con vô comment trúng ý chị rồi. Thì hai đứa mới nói chuyện tới cái con mới xin Zalo rồi nhắn tin rồi cái con mới cô luôn. Mà cách đây lâu mau rồi, mấy dạ, năm? Dạ năm 2018. Dạ gần hơn 3 năm. Mới 3-4 năm hả? Dạ đúng dạ. Rồi. Ủa nhưng mà là con vì sao mà con lại kết cổ vậy? Để con nói. Facebook rất là nhiều rồi rất để... là nhiều các cô gái xinh đẹp để hot girl. Lúc đó người ta chưa súng nè, xác định rõ ràng nha. Dạ. Đẹp nè, cao nè, con là cao 1m68 nè, đúng không? Tại vì là lúc đó là ảnh vô anh coi hình con là ảnh thấy bự con cho nên ảnh kết. À thích đô con. Dạ đúng rồi, yêu của ảnh là đô con. Ủa con nhưng mà coi hình sao biết đô con? Tại vì lúc đó là con bán quần áo, con live stream mà cho nên nhìn thì sẽ thấy là to con. Xong rồi mới hẹn đi ra ngoài uống cà phê. Thì đi ra ngoài thì anh này anh gặp con ngoài là nó còn bự hơn ở trên hình nữa. Dạ. Còn con thì con thấy là ảnh nói chuyện kiểu nhỏ nhẹ á. Mà lúc đó con chưa có dám nhìn mặt đâu. Lúc đó con còn ngại cho nên con không có dám nhìn mặt. Rồi sau này quen đâu 6 tháng gì á thì con mới dám nhìn thẳng mặt ảnh. Thì con mới phát hiện ra là cái mặt ảnh không hiểu sao mà nó tròn do luôn. Nói chung là không có góc cạnh gì á. Nó giống như một cái bánh bông lan. Dạ đúng rồi. Tới lúc nào con mới phát hiện cái mặt ảnh tròn. Chắc là hung đó. Hung đó, cái mặt nó sát nhau mới thấy cái mặt. Dạ đúng rồi. Đúng không? Đúng không? Thì cái lúc đó là ảnh hẹn đi ra ngoài sau đích của một cái siêu thị á. Thì nó có mấy cái băng đá ngoài sau, chỗ đó thì vắng. Thì ảnh mới xin là cho ảnh một cái. Con mới nói dạ. Nhưng mà lúc đó xin là xin hung má thôi. Xong cái ảnh mới câu cổ ảnh hung. Ảnh hung con xong rồi là cái miệng ảnh cứng đơ hết trơn luôn. Là kiểu như đánh một cạp là không nói chuyện được luôn. Rồi xong là gì rung dữ vậy? Dạ tại vì con là lâu quá, cũng trải qua 2 năm mấy rồi con mới quen lại vợ con. Kiểu như là lâu rồi mới hung lại đó. Cảm giác ngoài đầu tiên. Còn con có rung không? Dạ không, con lúc đó con cũng rung thôi mà con
con quay con gặp ảnh là cứng cái miệng vậy đó, đánh cặp cặp cặp, cái con mới cười, con mới cười lên rồi ảnh mới quê quá. Mà dễ thương ha. Dạ. Cười lớn tiếng hay cười mỉm? Con cười lớn tiếng luôn, tại con quá mắc cười. Cười sao đâu, cười sao đâu. Em cười. Lúc đó cười chắc con chắc cũng vui lắm ha. Dạ quê. Quê. Mình đàn ông trai mà mình bị gái cười mình gì mình quê. Ôi, cười, sao cười mà cười đập ở trong mặt luôn. Dạ. Xong hai đứa đứng lên đi về xong luôn. Đi về. Ôi ôi, đó là nụ hôn đầu tiên ở phía sau siêu thị. Còn cái chuyến đi đầu tiên của hai đứa là khi nào? Dạ thì quen cũng hơn 6 tháng á. Thì hai đứa mới đi Vũng Tàu để mà chơi. Có ai đi cùng không? Dạ không, đi hai đứa à. Là lúc đó ảnh chở con bằng xe máy đi từ dưới Đồng Tháp chạy ra Vũng Tàu luôn. Vừa ra tới ngoại nó bắt đầu bão. Bão xong rồi tầm tã nguyên một ngày. Tới sáng hôm sau tụi con về là bão từ Vũng Tàu về tới Đồng Tháp luôn. Chạy xe về mà tưởng nó là chết luôn rồi đó. Tại vì nó quá lạnh. Quá lạnh luôn mà dầm mưa về. Tại vì không dầm mưa về thì nó sẽ bị tối. Là hai đứa sợ. Nó nghe nè. Rồi tối ra đó có ở khách sạn không? Dạ có. Hai đứa ngủ tới sáng dậy luôn. Hai đứa ngủ tới sáng dậy luôn. Vui không? Ban đầu là mỗi đứa đặt một phòng. Xong rồi ra tới ngoại á thì người ta hết phòng, là phải dồn lỡ một phòng. Rồi cái cuối cùng thì là cái phòng đó là cái phòng giường đôi. Đó thì tại vì trước khi đi là con có nói với ảnh là mình ra ngoài mình chơi là không có được làm cái gì nha. Cái ảnh mới nói anh hứa với em. Xong rồi thì ra tới ngoài thì tối cái ổng lăn vô tượng ụp mặt tượng ngủ tới sáng gì đó. Ông giữ là dạ đúng rồi. Con thấy đây là người đàn ông đáng tin đúng không? Dạ đúng rồi, thì sau lần đó mình mới bắt đầu mình tin tưởng nhiều. Thấy được nha, cuộc tình phải nói là vượt qua bão tố mà yêu nhau tới yêu nhau tới 3 năm luôn. Dạ đúng rồi. Rồi trong thời gian đó là có thuận thảo với nhau không, hay là cãi lộn, hay là tại vì em hơn nhau tới 8 năm á, là cái suy nghĩ cũng như là cách nhìn nhận á, chắc là nó khác nhau nhiều đúng dạ, không con? Dạ, có nhiều sóng gió bão tố gì không? Dạ có nhiều lắm. Chia tay là lên bờ xuống ruộng luôn. Tại vì kiểu con còn nhỏ á, cái con cũng nóng tính. Còn anh này thì anh lớn rồi, ảnh điềm đạm, ảnh chín chắn. Rồi có nhiều cái đâu có hợp đâu. Giống như bị khắc khẩu vậy đó. Có một lần á là cãi lộn xong cái con mới nói ảnh là bây giờ em uống thuốc em tự giận luôn. Con điện cho ảnh, con nói bây giờ em uống 4-5 liều thuốc rồi, bây giờ em gần chết rồi, em mệt lắm rồi. Cái ảnh mới từ trên Tân Châu, lúc đó là 2 giờ sáng, ảnh mới chạy xuống nhà con luôn. Ảnh chạy xuống nhà con cái ảnh nói bây giờ là phải đi bệnh viện liền để xúc ruột ra, không thôi là chết. Cái con mới nói là thôi anh ơi đừng có đi bệnh viện, tại vì thật sự là con không có uống. Lúc đó phản ứng sao không mấy lần cố mấy lần, còn mấy lần bỏ trong túi á. Không, nó thật sự là không có. Không có, tôi giờ mới biết luôn á. Trời ơi, không biết. Tôi giờ mới biết luôn. Đi ra là sao? Cái lần đó là hai đứa con nói chuyện, đầu hôm cũng còn thuận vui vẻ lắm. Nói hồi cái sao mà cãi nhau, vợ con mới khóc. Khóc đi bộ ra, từ nhà đi bộ ra khóc mà tay thì lòn vô túi vậy nè. Cầm hai bên hai nắm thuốc, còn cũng không biết thuốc gì. Thôi nãy giờ em uống chưa? Em uống rồi, em uống mấy lần em cũng không biết nữa. Trời ơi. Có bây giờ bà mới nói không. Lại thật sự là con uống. Mà cứ một hai đòi chở con đi vô bệnh viện xúc ruột. Đi vô bệnh viện là người ta sẽ biết mình không có uống. Người ta con nói thôi thôi đừng dạ thôi. Thôi mới nói là thôi anh ơi đừng đi vô chỗ em mất cỡ lắm. Chết gì tình yêu là mất cỡ lắm em không chịu đâu. Vậy là nó tin đó. Dạ cuối cùng không có đi. Ổng cũng thiệt thà thiệt á. Rồi có nghĩa là chỉ có những cái trận như vậy thôi đúng không? Dạ nói chung là nhiều lắm. Con cứ nói là thôi chia tay đi. Mà hồi lúc trước con quen á thì quen với người trước thì chia tay người ta năn nỉ. Còn ông này cứ chia tay cứ không chịu luôn à. Thế xong rồi cái con kêu là đừng nhắn tin nữa, cái cũng không nhắn tin luôn. 1-2 ngày sau cũng không nhắn tin. Con mới kiếm chuyện. Con kiếm chuyện con lên trển. Cũng như con đòi đồ này kia rồi đó. Đặng cho gặp mặt lại. Cho ông này ông năn nỉ mình quay lại chứ giờ mình xuống nước xuống thì kỳ quá. Cái có cái đợt đó con đòi ảnh cái nón bảo hiểm. Tại vì lúc mà đi Vũng Tàu gì thì anh giữ cái nón bảo hiểm của con. Cái con thấy anh trả lời cái con nói rồi chắc là ông kêu mình lên đang trả đây nè. Cái ông nói là cái nón đó em lấy rồi mà anh đâu có giữ đâu mà em nói anh giữ. Là cuối cùng không còn lý do gì để đi lên trời nữa. Thì con quen nhau được bao nhiêu lâu thì bắt đầu con có hiện tượng là cái răng của con nó bắt đầu có vấn đề. Dạ mình có vấn đề. Dạ thì hai đứa quen nhau hơn 1 năm
là bắt đầu răng con nó bắt đầu có vấn đề. Trước cái lúc mà phát hiện ra là răng có vấn đề á, thì con đã đăng ký thi thách thức danh hài rồi. Con đăng ký thi anh này cũng không có biết luôn. Tại vì con nghĩ là con đăng ký cho vui thôi chứ không có đi đâu. Đi casting chương trình là cũng chưa bị súng răng luôn. Về rồi một tháng sau là con mới phải nhập viện để mổ lấy nang răng ra. Là phải bỏ 9 cái răng luôn. Sau khi mà mổ cái nang răng ra được khoảng một tuần sau thì chương trình mới gọi báo là con đậu casting rồi. Để mà bây giờ kêu lên đặng diễn, đặng mà tập, đặng mà chuẩn bị thi. Thì lúc đó chương trình gọi cho con là, con nhớ tổng cộng là 6 lần. Nhưng mà 5 lần đầu con đều từ chối hết. Tại vì lúc đó con ngại á, cái răng nó xấu lắm. Nhưng mà tới lần cuối cùng thì anh này anh mới động viên con. Là anh nói là thôi em đi đi, biết đâu á là cái răng mình nó là cái duyên để mình đạt giải thì sao. Trời, con người này là có tầm gọi là nhìn xa trông rộng. Chương trình đó chương trình hài mà. Dạ. Cuối cùng thì ảnh cũng là người chở con đi thi luôn. Là chồng khen đẹp đúng không? Dạ đúng đấy. Là ông bà mình nói cái răng cái tóc là gốc con người. Thực dạ. sự nếu như cái lúc mà đang răng đầy đủ như vậy tự nhiên giờ mất tiêu 9 cái đúng không? Dạ. Thì lúc đó con thấy sao? Mình thấy dễ thương, mình thấy mắc cười á. Vậy á hả? Dạ, em thấy cứu con dọc hoài à. Con nói bây giờ em muốn làm răng thì em làm, em muốn để vẫn được. Câu đó thì con ngại lắm. Nhưng mà anh này thì anh cứ kêu à, tháo khẩu trang ra, anh coi coi răng bữa nay lành chưa, coi mấy cái nướu lành chưa. Mỗi lần mở ra thì cái phản ứng của anh sao? Mỗi lần cái anh cười, anh nói trời dễ thương quá giống nít quá. Mỗi lần cái anh cười, anh nói trời dễ thương quá giống nít quá. Nhưng mà mỗi lần anh nói vậy á, con cảm thấy vui hay là con cảm thấy tự ti hay con, là con cảm thấy cái gì đó nó có trong lòng nó cũng là tại ảnh á mà con mới tự tin đi thi. Tại vì ảnh khen hoài, cái con nghĩ là nó là thiệt không à. Ảnh nói vậy thôi mà nó là thiệt đúng không con? Dạ vậy thật. Dạ vậy thật. Là con đi thi về mới làm đám cưới hay là đám cưới xong mới đi thi? Dạ đi thi về, lúc đó là hai đứa chỉ mới quen thôi. Chưa có gia đình ảnh thì đã xuống giáp mặt với gia đình con rồi, là cho hai đứa tìm hiểu. Thi xong rồi là tụi con mới đám nói hồi tháng 5 thôi à. Vừa qua dịch là tụi con đi đăng ký kết hôn chứ cũng chưa làm đám cưới nữa. À, tới giờ là vẫn chưa dạ, có tổ chức đám cưới. Nhưng mà lý do gì mà phải gấp gáp đó. Như vậy ta? Tại vì con còn nhỏ mà, hay là sợ anh lớn tuổi? Dạ đúng rồi, tại sợ anh lớn tuổi. À, nhưng mà thật sự mà nói chú vẫn thấy là cái việc gọi là cưới rồi mà nhà ai nấy ở như vậy á, dạ. chắc chắn cũng phải có một cái lý do gì đó từ dạ. phía hai bên đúng không? Dạ, thì mẹ con thì bị tai biến, còn ông nội con thì 80 mấy tuổi rồi, mà ba con thì cũng mất trước đó rồi. Nên là con phải ở nhà buôn bán với lại lo cho nội với cho mẹ luôn. Gia đình hai bên đó là chấp thuận cho hai con như vậy. Ví dụ như con thì con xuống, vợ con lên, hai đứa cứ thường xuyên tới lui như vậy hoài vậy đó. Tại cũng gần. Nhưng mà cái đợt vừa rồi dịch á là suốt 5 tháng huyện cách ly huyện thì chắc có lẽ là hai vợ chồng đâu có gặp nhau. Dạ không có gặp được luôn. 5 tháng trời. Dạ ở dưới là có một cái cây cầu, tại vì phải đứng cách xa 2 mét, thì anh đứng đây con đứng đây chỉ nhìn trời nhau ơi. Vậy thôi á. Hai đứa nhìn chức nữ vậy chứ một. Ngay chỗ cái chốt mà chỗ mấy anh chật chốt á. Trời mấy ảnh đầu á cho lại gần đâu hai đứa đứng xa nhau đứa. Rồi nói sao? Đứa bên kia giờ nhìn nhau. Nhưng mà buồn không? Dạ buồn. Buồn thì mỗi lần gặp nhau một đứa đầu cầu ở An Giang, một đứa đầu cầu ở Đồng Tháp như dạ. vậy thì lúc đó cái tâm trạng còn sao con? Trời ơi, con đứng con chỉ biết khóc thôi à. Tại vì đó là nó không hiểu cảm giác sao mà mình buồn lắm. Ảnh cũng động viên, ảnh nói là anh cũng buồn mà thôi ráng đi, tại dịch bệnh mình phải tuân thủ quy định hết. Chứ mình không có được làm trái. Thôi nhưng mà vậy là coi như là nó có hỉ nộ ái ố con. Tại vì cái cuộc đời mình nó còn dài lắm. Dạ. Đúng không? Dạ. Thì tới khi mà hết cái 5 tháng đó gặp lại nhau thấy yêu nhau hơn. Đúng rồi. Giống như bây giờ là ánh mắt chứa trang yêu đương. Thôi, thôi bây giờ chúng ta đến với cái phần kia nó đi. Hay hấp dẫn lắm con không biết phần nào. Dạ biết kể xấu. Xấu. Nhưng mà mấy đứa nó ở xa quá sao thật xấu lòi đi. Có chứ lòi hết. Có. Không thể nào che giấu được. Vậy đó. Có hả? Là có. Thấy súng á, thấy dễ thương quá. Đáng yêu quá, không biết có tật xấu gì không con? Dạ, vợ con thì con thấy không có tật xấu, chỉ có con gái là lâu lâu thì nóng tính, rồi nạt con vậy thôi. Nạt thôi, dạ. Nóng tính thôi, có ghen tuông đồ này kia không? Có, bởi đó, vậy đó, hồi không hỏi đó là loại đó. Không có, vợ con không có tật xấu. Vậy con, ghen, đâu kể vụ ghen nghe chơi, coi bà này bà ghen con sao? Thì con không bao giờ mà nhắn tin với người con gái nào hết. Ngoại trừ là những người mà bạn học của con, bạn bè thân á, bạn lâu năm á. Con chỉ hay là comment, bình luận những cái bài đăng của bạn con trên Facebook thôi. Cái bà lướt, bà thấy, cái bà nói, anh á,
không có được thả tim, không có được like, không có được comment gì bài của người ta chứ nghe. Comment gái rồi. Đó tới sao rồi con không có like, con không tim, không comment gì bạn bè chứ. Mà cái đó là ghen nhất rồi á hả? Dạ nhất rồi. Vậy nó cũng lành quá, nó cũng lành tính quá đi ha con ha. Là ghen trên mạng xã hội. Không, cái ghen nó được, cũng đúng. Ghen nó được, đúng ghen đúng. Rồi có gì nữa không? Xấu. Nó ăn ngon không? Nó ăn thì ngon à. Làm bánh rồi ngon lắm á. Rồi có gì? Có bừa bộn không? Dạ không. Có làm biến không? Không đâu, vợ con siêng lắm, vợ con ngày ngủ có mấy tiếng à. Là rồi làm mấy ngày rồi. Làm suốt luôn hả? Dạ đúng rồi. Nhưng mà vợ là ăn ăn chay trường. Dạ. Ăn chay trường. Ờ dạ. Vậy ủa sao vậy con nguyện dạ. Hay là con ăn đi sức khỏe? Con ăn cũng được gần 4 năm rồi. Tại vì lúc đó mẹ con bệnh, rồi nội cũng bệnh nữa. Rồi gia đình cũng nhiều chuyện buồn quá. Kiểu như con cũng nghe Phật pháp rồi kia rồi, cái con cũng phát tâm con ăn chay luôn. Con cũng không có nguyện gì hết. Con chỉ nguyện là con ăn được đến bao giờ thì ăn để cho gia đình bình an. Và con thấy là cuộc sống nó bình an đúng không? Dạ. Vậy giờ con mong ước bạn Súng thay đổi cái gì? Con thì chỉ mong vợ con duy nhất một điều thôi. Về cái tính tình hay là cái gì không cần thay đổi chứ. Chỉ có một cái là ăn uống đầy đủ với là nghỉ ngơi nhiều thôi. Con chỉ mong muốn điều đó thôi. Ủa là làm việc dù dữ lắm không? Dạ làm nhiều lắm. Rồi vậy còn con kể đi. Tật xấu gì? Chồng con thì con thấy là cũng không có tật xấu gì hết, nhưng mà có cái tính ảnh kỹ, mà ảnh kỹ nhiều khi con quạo luôn á. Giống như là một cái chuyện đó thôi, con nhờ ảnh thì ảnh sẽ hỏi lại con rất là nhiều lần. Tại vì ví dụ hỏi hai lần là mình đã biết cái câu trả lời rồi, nhưng mà ảnh là ảnh muốn xác thực để mà chính xác đó, kỹ để quá. Không có sai thì anh hỏi con tới 4-5 lần. Nhiều khi con quạo luôn á, trời cái gì mà hỏi quậy vậy đó. Rồi quần áo thì cũng phải tươm tất cho sạch sẽ gọn gàng, rồi ảnh làm một cái gì đó ảnh chăm chút, ảnh mài mò, ảnh kỹ, nó mất thời gian á. Con cái con thì con nhanh nhẹn, con lẹ làng, tại dân buôn bán mà. Dạ đúng rồi. Còn mình nhìn ổng làm nhiều khi mình cũng quạo nữa. Chỉ có cái đó là cho ảnh bớt kỹ đi thôi. Đó là con mong muốn nói luôn đi. Dạ là ảnh bớt kỹ lại thôi. Còn gì nữa không? Có ghen không? Chồng có ghen không? Đó định hỏi đó. Dạ cũng có. Ngồi lúc trước là lúc đó quen, là mới quen, chưa có thương, chưa có thân, chưa có thương nhiều. Kiểu như mình buôn bán mà cái mấy bạn nam trên mạng cũng nhắn tin nói chuyện này kia. Thì con cũng nghĩ chuyện bình thường, tại lúc đó con nghĩ là quen ông này cho vui thôi à. Khách hàng tiềm năng. Biết đâu là khách hàng tiềm năng. Rồi nói cái... con vậy đó. Rồi xong cái ảnh mới thấy con nhắn tin với bạn nam khác. Ảnh sẽ không có nói là anh cấm em không có được làm như vậy. Ảnh không có nói vậy. Ảnh nói con là em làm như vậy anh rất là buồn. Ảnh chỉ nói một câu vậy thôi. Thì sau này con suy nghĩ thì mình cũng thương ảnh rồi, cho nên mình không có muốn ảnh buồn. Cho nên là con từ đó về sau con cũng không có nhắn tin nữa. Ôi, cái ghen này là cũng đáng yêu, cũng hợp lý. Có vậy thôi. Nhưng mà cái vụ kỹ á, nhất là trong cái mùa dịch nữa. Dạ. Chắc chắn là anh phải rất là kỹ lưỡng trong cái việc gọi là bảo vệ, thực hiện 5K, rửa tay, đeo khẩu trang, đeo tấm chắn. Dạ thì, đúng rồi. Thì mỗi lần mà anh đi ra đường thì sao? Anh có kỹ dữ không? Anh bịt kính hết. Xong rồi về nhà anh sẽ lấy cái cây bông tăm trái tay á, anh chấm cồn, anh quậy vô lỗ mũi, anh quậy hai bên. Xong rồi anh sẽ xịt cồn vô họng anh luôn. Xong rồi anh sẽ rút miệng anh phun ra, rồi anh khò nước muối. Xong rồi anh sẽ lột quần áo hết, anh đem đi ngâm, anh giặt liền. Đó rồi anh vô anh tắm nước nóng lại. Nói chung là anh rất là kỹ. Trời, quá kỹ luôn. Quá kỹ, nhưng mà cái vụ cồn là thấy phản khoa học. Cái sự vô họng là nguy hiểm đó nha. Phản khoa học đó nha. Trời ơi. Dạ. Con chỉ cần khò muối được rồi. Dạ. Qua cặp này ai ở nhà nấy cũng có cái hay á. Tại vì vậy nè, cái tuổi của con á. Dạ. Bé này là còn nhỏ lắm. Dạ. Con thì chín chắn rồi, cô không nói, nhưng bé này nó còn nhỏ. Là rất dễ gây lộn. Nhưng mà tự dưng bây giờ tụi con ở xa nhau mà bé này có trách nhiệm với gia đình, rồi con cũng có trách nhiệm gia đình. Dạ. Tụi con hiểu được cái điều đó, đó là một cái sự hy sinh á. Sự hy sinh, sự đồng cảm trong cái chuyện hy sinh đó. Thì bé nó sẽ lớn lên, tức là bé sẽ chững chạc, bé lớn lên. Thành ra là 2 năm nữa khi mà cái thời gian xa nhau hết, lúc mà có con đó ha, là lúc đó con cũng trưởng thành rồi. 25 tuổi là phụ nữ trưởng thành rồi. Cho nên bây giờ chỉ chúc tụi con á là khi nào mà có em bé đó về gần, về chung với nhau luôn, lúc đó là con đủ chững chạc để mà gọi là làm một cái lò sưởi của gia đình mình rồi. Hai vợ chồng có muốn nói điều gì với nhau hay không? Em muốn nói là thật ra cái tính em chỉ là nóng tính vậy thôi, nhưng mà thật sự em rất là thương và rất là quan tâm gia đình hai bên. Em sẽ cố gắng để mà sửa cái tính nóng lại, tại vì nhiều khi công việc nó áp lực quá. Rất là cảm ơn anh đã luôn luôn ở phía sau em để ủng hộ, động viên những cái quyết định, những cái việc làm trong cuộc sống của hai đứa mình. Mong là sau này em sẽ bớt nóng tính lại để tụi mình bớt cãi nhau lại.
Anh cũng cảm ơn em đã, thứ nhất là rất là tốt với anh và tốt luôn với ba mẹ anh, với gia đình anh. Bây giờ thì chỉ có một điều là chịu đựng cái tính nóng của em. Anh sẽ cố gắng chịu đựng cái tính nóng của em. Anh sẽ không có lớn tiếng, không có cãi nhau lại với em. Và anh sẽ thương em, yêu em đến hết cuộc đời này. Hay quá. Trời ơi, hay quá rồi. Hay quá. Thôi, nói chung là cảm ơn các con ha. Và vẫn hy vọng rằng là các con sẽ mau sớm được về chung một mái nhà để cùng tận hưởng cái niềm hạnh phúc với nhau nhé. Rồi chút nữa chúng ta sẽ gặp lại. Dạ. Thì bố không chịu. Bố nói không, cho bố địa chỉ nhà đi rồi con trai bố qua đó. À nhưng mà nhìn cái avatar thì em nói ôi đúng là con bố Sơn rồi. Chắc là giống quá. Dạ giống quá. Thì em mới chấp nhận kết bạn. Cái tự nhiên ở công ty làm sếp xong về nhà làm sếp luôn. Là bắt đầu là có trong giao tiếp với em là có sự thay đổi. Tức là nói là không có nghe em mà quyết là quyết kiểu vậy. Và bây giờ trong người ảnh mà bây giờ hiện tại là ốc phích không á. Dạ đúng rồi. Xin mời quý vị chúng ta cùng chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Trời ơi. Đẹp quá ha. Cái này chắc chắn là đồ của hai vợ chồng tự thiết kế nè. Chồng cũng áo màu hồng, vợ cũng áo màu hồng nè, đúng dạ. không? Cái đầm cưới này chắc cũng là cái đồ cưới hồi trước của tụi em luôn đúng không? Dạ đúng rồi, đồ đầm cưới cách đây 5 năm. Rồi bây giờ quay trở lại với chương trình thì xin mời hai em giới thiệu về mình. Dạ em là Hoài Hương. Công việc của em trong suốt 12 năm qua là một người dẫn chương trình. Em công tác tại đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, ông xã em thì trước đây là quản lý của một hệ thống trường Anh ngữ. Nhưng mà khoảng 3 năm trở lại đây thì hai vợ chồng cùng mở một cái học viện đào tạo người dẫn chương trình mang tên là MC Academy. Và hiện nay hai vợ chồng làm việc chung. Em tên là Hải Nam. Năm nay là 30. Trẻ quá. Nhỏ hơn em 2 tuổi. Nhỏ hơn em 2 tuổi. Dạ. Nhưng mà nhất đó, gái hơn 2. Nhì trai, nhì trai hơn 1. Chúc mừng em nha. Như vậy là không biết cái cơ duyên nào mà hai em lại gặp nhau. Và cái mối tình chị em nó chớm nở khi nào? Thật ra thì là mai mối. Ba em là hồi xưa là làm chung với lại Hương. Sau đó thì em đi học từ Úc về. Ba em cũng có nói với em là ba làm ở trong đài, có một bé khá là xinh. Thì có gì hôm nào để ba hẹn cho hai đứa gặp nhau. Và cái lần đầu tiên em gặp cô MC này thì cô ấy có khá đẹp hay không? Hay là cô ấy quá đẹp? Ấn tượng của em về cô ấy. Thế còn Hương thì sao? Dạ, hồi đó thì thật ra là thời điểm em khoảng tầm 21, 22 là em bắt đầu công tác tại HTV. Nói chung là hai chú cháu hồi đó cứ kêu bố bố đấy. Thì là đã làm chung với nhau ở trong đài khá là lâu. Thì tự nhiên một ngày lúc ghi hình xong đi ra thì bố mới nói chứ: bố có thằng con trai cao to đen hôi. Cao to đen hôi. Mới đi học từ Úc về, nó chưa có người yêu. Thì con có muốn là bố mai mối cho hai đứa gặp nhau không? Thì thời điểm đó là em mới vừa chia tay bạn trai cũ tầm khoảng hơn một tháng. Thì lúc đầu mình cũng không có hứng thú kết nối một cái mối quan hệ mới. Nhưng mà tại vì bố ở trong đài thì kiểu lớn tuổi mình cũng nể, cho nên mình cũng không dám từ chối. Thì cái hôm mà đi cà phê á, thì em nói là thôi bố cho con cái địa chỉ quán cà phê đi rồi con ra. Thì bố không chịu. Bố nói không, cho bố địa chỉ nhà đi rồi con trai bố qua đó. Thì tối ngày hôm đó là trên Facebook của em mới có một cái nick add friend với mình. Thì thường là em sẽ không có chấp nhận nếu mà là người lạ. Nhưng mà nhìn cái avatar thì em nói ôi đúng là con bố Sơn rồi. Chắc là giống quá. Dạ giống quá. Thì em mới chấp nhận kết bạn. Thì cũng vô hai bạn vậy thôi, cũng không có nói gì nhiều. Thì ngày hôm sau là ảnh qua ảnh đón em. Thì ảnh đứng ở đầu hẻm nhà. Thì em đi ra xong rồi ảnh mới chở em đến cái quán cà phê đó. Và đó là một cái buổi hẹn hò đầu tiên mà có cả bố và mẹ bên đó. Có bốn người. Bố mẹ luôn. Dạ. Nhưng mà Hương thì khi mà Hương gặp bạn thì cái ấn tượng của Hương sao? Ấn tượng của em á là người quá là cao. Tại vì đây là cái người cao nhất trong những cái người bạn trai em đã từng quen. Tại vì những cái bạn trai trước mà em quen thì kiểu là nhìn vô nó có một cái gì đó hơi lãng mạn. Nó đúng cái style nghệ thuật của mình. Nhưng mà cái người này thì mình cảm thấy nó bị hộp, bị gỗ. Mình cảm thấy nó hơi cứng á phải không? Bị cứng á. Thì mình cảm giác nó không phải là gu của mình. Cho nên là trong lòng em lúc đó nghĩ là một lần và mãi mãi. Tức là mình đi cái buổi cà phê này cho nó cũng gọi là cái mối quan hệ xã giao với bố thôi. Chứ chắc là mình sẽ không có tiếp tục là tìm hiểu cái bạn này. Vậy thì bây giờ cuối cùng thì làm sao mà có thể đến được với nhau? Chắc chắn có phải là em. Em phải quyết tâm theo đuổi cô này đúng không? Dạ đúng. Đó. Hồi quyết tâm sao nè? Có gì trở ngại không nè? Trở ngại là chắc chắn là rất là nhiều rồi. Tính em thì theo kiểu là một khi đã muốn cái gì rồi là mình block cái đầu của mình luôn. Phải làm cho tới. Là, đúng rồi. Block luôn, khóa luôn đó. Khóa hình ảnh nó lại. Sau này khi mà giống như hai người đi chơi đi thì ở bên kia thì cứ nói theo cái hướng là say no.
Nhưng mà tất cả những cái âm thanh nó trong đầu mình là thành yes hết. Một trong những cái điểm mà em cảm thấy cái người này bắt đầu làm cho mình có dấu ấn, đó là ảnh rất là giàu kiến thức. Trong những cái cuộc nói chuyện đó, thì mình cảm giác về sau này em cứ gọi là anh giống như là từ điển vậy đó. Sao cái gì anh cũng biết hết. Thì mình cảm thấy sao mình nhỏ tuổi hơn mình 2 tuổi nhưng mà gần như là đông tay kim cổ, cái gì anh nói cũng được và anh nói cái kiến thức nó rất là hay. Thế là em bắt đầu nể, thì em lại tiếp tục có hứng thú để đi uống cà phê. Nhưng mà em phải có một cái cột mốc nào để mà em gọi là gãy gục ngã thực sự trước tình cảm của bạn này chứ. Có, sau 6 tháng nhận lời quen nhau, lúc đó là em tham gia cuộc thi người dẫn chương trình Én Vàng của HTV. Thì trước đó em có tâm sự với anh là mặc dù em đã làm MC cũng mấy năm nhưng mà em vẫn muốn chinh phục cái giải thưởng đó. Đó là ước mơ của tuổi trẻ của em. Thì ảnh rất là đồng cảm và trong suốt cái cuộc thi đó ảnh là người chăm sóc em, ủng hộ em về tất cả mọi mặt luôn. Thì em cảm thấy cái người này quá là chân thành với mình. Cái thứ hai cũng ở thời điểm đó thì em có chia sẻ với anh là em đang là điều trị bệnh ung thư. Thì em nghĩ là mình phải có trách nhiệm để nói ra cái điều đó với lại cái người mà họ đã quá nghiêm túc với mình. Thì em có thể chia sẻ về cái bệnh đó của em không? Dạ, em bị ung thư tuyến giáp tầm cuối năm 2011 và đã phẫu thuật. Tuy nhiên là cái khối u của em nó quá lớn cho nên sau đó em phải điều trị iốt phóng xạ. Thời điểm 2014 là em cũng điều trị được gần 3 năm rồi. Thì ở thời điểm em chia sẻ với ảnh là em cũng chưa biết là em có hết bệnh hay không. Cho nên em nghĩ là mình nói ra với một cái tâm thế là nếu mà họ đồng hành với mình thì tốt quá. Mà nếu họ dừng lại thì mình cũng không có cái gì để trách. Về em thì cái cảm giác của em như thế nào? Thật ra thì cảm giác của em lần đầu tiên khi mà em nghe được những cái cụm từ như là ung thư, nó thật sự nó rất là lớn lao. Đúng vào cái thời khắc đó khi mà em nghe cái câu chuyện của Hương thì em mới thấy là trời, có nghĩa là tất cả những cái gì mà từ trước đến giờ mình cảm thấy là nó thật là xui xẻo hoặc là nó tiêu cực á, thì so với cái chuyện này nó chả là cái gì. Thế là từ đó trở đi thì em cảm thấy rằng là thật ra thì mình cần phải mạnh mẽ hơn để mà mình có thể chăm sóc cho cái người con gái này. Đó là cái suy nghĩ ở thời điểm đó của em. Và em chấp nhận luôn cái căn bệnh đó cho dù có bất kỳ trường hợp nào xảy ra đúng không? Dạ, vì đúng thường rồi. Là ung thư về tuyến giáp á, những cái gì mà về tuyến giáp á, là nó ảnh hưởng đến cái sinh con nó rất là khó đúng rồi. Không em biết mà đúng không? Dạ biết, bác sĩ có nói. Và lúc đó thì em có nói với ảnh về cái việc đó không? Dạ, cái việc mà tư duy của em á là thành thật. Thì cái lúc mà hai đứa ngồi kế nhau tự nhiên tay chân của em nó run hết trơn à. Em rất là run, mặc dù em nói thì rất là mạnh mẽ, em nghĩ là mình sẽ đối diện nhưng mà vẫn run. Thì khi mà em nói từng chữ ra là em đang là bệnh nhân ung thư, tức là em nói rất là chậm luôn thì mới nói ra được cái câu chuyện đó. Thì nhưng mà khi mà nói ra hết một cái tự nhiên mình thấy giống như mình trút được cái gì đó trong lòng. Rồi thì tự nhiên lúc đó ảnh không nói gì, tự nhiên cái mình nói rồi xong rồi, chắc là người ta có thể là sẽ không có đồng hành với mình rồi. Thì anh im lặng một chút, sau đó ảnh mới nói chứ anh nghe cái điều em đang chia sẻ tự nhiên anh thấy anh thương em hơn. Tức là anh im lặng một lúc là anh nói cái câu đó, tự nhiên cái em cảm thấy may quá. May là người ta không có từ bỏ. Sau cái cuộc nói chuyện đó thì em bước vào cái đợt điều trị. Và rất là may là đó cũng là đợt điều trị cuối cùng. Sau đó thì bác sĩ thông báo là em hoàn toàn hết bệnh. Yes. Nên là khối u nó sạch hết rồi. À. Và em cũng chính thức bước vào cái cuộc thi Én Vàng mà em nói. Hay quá. Rồi bây giờ em có em bé chưa? Dạ em có, em bé 4 tuổi rưỡi. Trời ơi. Thôi chúc mừng. Chắc có lẽ đó là biến cố lớn nhất trong biến đời. Biến cố duy nhất trong gia đình hả? Nếu mà duy nhất thì cũng không hẳn. Còn nữa hả? Dạ, tức là khi mà quen nhau được một thời gian thì ảnh lại bị phát hiện ra là bị thoát vị đĩa đệm. Mà bị rất là nặng do chấn thương chơi thể thao. Bạn này bị nặng thôi. Thoát vị đĩa đệm ghê lắm hả em? Em tới đó là nó không còn gọi là thoát vị đĩa đệm nữa rồi. Nó gọi là hẹp ống sống. Và bây giờ trong người ảnh là bây giờ hiện tại là ốc vít không á. Dạ đúng rồi. Tại vì có một giai đoạn là có xém bị liệt cho nên phải mổ. Đó là giai đoạn đã cưới rồi. Lúc đó là em sinh con được 8 tháng. Thì là ảnh bị sậm luôn, nằm luôn, không có đi được. Dạ. Thì bác sĩ mới nói bây giờ nếu không mổ là liệt. Tại vì bây giờ là không, cái lưng này là không xài được nữa rồi. Thành ra là cả gia đình nói chung là hai bên luôn đều chuẩn bị tâm lý rất là kỹ. Và bản thân em cũng chuẩn bị tâm lý. Một lần nữa em cũng là một cái người đứng trước một cái cột mốc gì đó. Em luôn nghĩ về cái tốt.
về cái tích cực chứ em là không nghĩ hướng ngược lại. Cho nên em có nói ảnh là yên tâm đi, ở Hiền gặp lành, chắc chắn ca mổ của anh nó sẽ thành công. Thì em nhớ cái đêm mà mổ xong xuống á, là sáng bác sĩ mổ, bác sĩ trực tiếp phẫu thuật á, lên mới đụng vô cái chân ảnh, mới hỏi có cảm giác không nào. Anh nói dạ có bác. Bác nói ôi vậy là không liệt rồi. Không có nam bi quan không? Không biết làm sao nhưng mà lúc nào trong đầu em cũng nghĩ rằng là chắc chắn là mình sẽ mổ được. Thực ra thông qua cái chuyện của hai bạn này á, mình mới rút ra một cái điều á, bệnh tật á, cái yếu tố tinh thần nó cực kỳ quan trọng luôn. Tức là ý chí của bệnh nhân á, với lại cái niềm tin hoặc là sự vui vẻ á, trong cuộc sống á, nó quyết định kinh khủng luôn. Cái đó là lạc quan. Đúng, lạc quan. Hai bạn phải chúc mừng cho nhau. Đúng rồi. Chắc lấy nhau rồi hạnh phúc dữ lắm. Chắc không có chuyện không gì có xấu lòi ra đúng không? Không có. Đây là đến phần vạch mặt nha. Phần vui nhất của chương trình đó. Có thể bật mí cho chúng ta biết về những cái tật xấu của nhau. Anh ấy có tật xấu gì không em? Có chứ ạ. Có. Sao không có? Tật xấu là em hay gọi là tên bịp bợm. Tại vì sao? Cái lúc mà yêu á, là cái người này hồi nãy chắc giờ chị Vân với anh Thuận cũng thấy cái tính mục tiêu rất là cao. Mình xác định mình muốn cái gì là phải làm cho bằng được. Cũng vì thế, hồi đó em tưởng anh là người lãng mạn. Tại vì lúc yêu là mua hoa, rồi nói chung biết cái tính của em thích lãng mạn, làm tất cả những điều em thích. Rồi set up, nến, rồi đủ thứ hết. Rồi như vậy là bây giờ mình chắc thấy lãng nhẹp quá. Rồi xong về là cắt hết, không còn một cái gì lãng mạn hết trơn á, là đến nỗi mà kiểu là em nhiều lúc bị stress luôn á, mình cảm thấy là nó bị sốc quá. Đó là tại sao bây giờ ảnh khác quá, thì em cứ nói là anh khác quá, anh thay đổi rồi. Nhưng ảnh nói không, anh là như vậy, anh không có lãng mạn, tính anh không phải người lãng mạn, không có đáp ứng được em. Cái xong cái em mới nói vậy là có nghĩa hồi đó lúc quen là anh lừa em hả? Đó là chia sẻ chiến thuật đó mà, nãy là chiến thuật chiến lược đó. Có những cái đợt là 20 tháng 10 hay là những cái dịp gì đó là quá bận, làm ở công ty quá bận, xong rồi nhắn cho em là thích gì, em thích gì, xong rồi em chuyển khoản. Là chuyển khoản vô thì ví dụ lần đầu thì mình cũng thấy cũng được, cũng thông cảm được tại vì là ảnh bận. Nhưng mà sau một vài lần thì mình cảm thấy là mà tính của em thì em lại không thích như vậy. Em thích, em nhiều lúc em mới nói chứ nhiều khi anh mua cho em cái kẹp tóc thôi cũng được. Nhưng mà là anh có thể bỏ thời gian ra anh đi mua và anh đem về anh tặng cho em. Anh chọn cái kẹp thật là xấu cũng được luôn. Nhưng mà anh có thể nào làm cái điều đó không? Chứ anh đừng có kiểu như vậy, em không thích. Không, thực ra là ở cái lứa tuổi này á, là bắt buộc phải là như vậy. Có nghĩa là muốn chồng tự tay mua, muốn chồng chứng tỏ cái sự quan tâm một cách cụ thể. Chứ còn ví dụ như em chuyển 20 triệu, người ta không thích bằng là em đi mua một cái giỏ 1 triệu thôi, em tặng cho bạn. Ví dụ vậy thì nhưng mà 52 tuổi sẽ khác nha, năm chờ 52 tuổi nha. Giờ Hương kể tiếp. Tiếp tục nói này ra chắc ảnh không thích đâu. Cứ nhưng nói mà, đi em sao. Nhưng mà thôi mình cứ thật đi. Thích chơi game. Mê game. Dạ. Nhưng mà chơi thâu đêm suốt sáng không em? Không, bỏ ăn bỏ uống không? Không. Tại vì công việc chính của ảnh ở công ty thì vẫn là điều hành. Cho nên được một cái thì nếu mà là công việc thì là công việc, chứ ảnh không có để bị ảnh hưởng đến công việc. Nhưng mà còn về nhà là cứ bấm game xong mà em nói là anh có thể nhìn mặt em được không, anh đừng có nhìn cái game nữa được không. Thì nói chung là ông xã em thì được một cái là góp ý thì cũng nghe, rồi cũng giảm. Xong rồi giảm được khoảng tuần 2 tuần, xong cái lại tái lại, xong rồi cái lại nói, lại nghe, rồi lại giảm, rồi nó cứ như vậy. Có một cái giai đoạn mà ảnh bị thay đổi hoàn toàn á, là trước đó thì ảnh rất là ok, nhưng mà đến khi mà ảnh kiểu trẻ quá mà có những cái bước thăng tiến quá là vượt bậc ở chỗ công ty cũ á, cái tự nhiên ở công ty làm sếp xong về nhà làm sếp luôn. Là bắt đầu là có trong giao tiếp với em là có sự thay đổi, tức là nói là không có nghe em mà quyết là quyết kiểu vậy. Cũng có một thời gian nhưng mà rồi bây giờ thì hết rồi. Nói chung là thời như vậy thì mình không có nói là gia trưởng mà bệnh nghề nghiệp ảnh hưởng trong đời sống hôn nhân. Còn gì nữa không nè? Ảnh thì tính của ảnh thì không chảy chuốt, thậm chí là rất là xòe xòa. Tất cả trang phục, giày dép, tất cả mọi thứ là vợ lo chứ còn ảnh không lo. Nhưng mà có điều là hơi lười. Ví dụ như cái ống kem đánh răng ở nhà là ảnh sẽ bóp ở trên. Ảnh nặng ở trên, ảnh nặng. Tại vì ta bóp ở dưới. Đúng, ảnh nặng ở trên mà ảnh nặng. Rồi ngày nào em cũng vô em cứ nặng từ dưới dặn lên. Ngày mai em lại bóp ở trên mà. Dạ, ngày mai cũng y chang vậy nữa. Tất cả những bà phụ nữ đều có một cái đồng bệnh giống nhau. Chị cũng y chang em thôi, nỗi khổ như nhau thôi. Đó, cho nên thôi cái đó là suy xóa cái đi là, cái là mình thích làm những cái gì dễ dàng. Nghĩa là bóp cái cho nó ra liền luôn. Rồi giờ tới em đó. Nếu mà nói là có một cái tật xấu á, là từ khúc mà gặp mặt cho tới bây giờ luôn á là 7 năm, thì tới tối ngày hôm qua em mới nói ra. Thì em nói xong một cái là phản ứng rất là mạnh luôn. Cho nên ngày hôm nay mà bây giờ nói nữa thì nói đi, cho nói đi. Đó là hơi bám.
Mắm em á hả? Đúng rồi. Ồ, đó là bệnh của tất cả các bà vợ mà. Bám chồng lắm luôn. Chuyện bám chồng là chuyện của tất cả các bà vợ. Bán mới mệt chứ. Bán chồng bám chồng mình mà. Như thế nào? Có một cái mức mà ví dụ như vậy nè, có nhiều khi á là đi cái việc đó và thật ra thì em hoàn toàn không có làm một cái gì. Em không hề có một cái công việc gì ở một cái sự kiện đó, nhưng mà vẫn muốn em đi theo. Nhiều khi là chờ 4-5 tiếng. Hoặc là ví dụ như là bây giờ đi làm cái tóc, giờ mình biết rằng là một khi mà phụ nữ đã nói là xíu nữa em đi làm đầu, anh đi với em nha, thì mình sẽ hỏi rằng là em tính làm đầu trong vòng bao lâu, thì câu trả lời thường là khoảng chắc 1-2 tiếng. Nhưng mà tới 5-6 tiếng được. 7-8 tiếng. Cho nên thử gì đó, cái tiệm nào mà hành em 8 tiếng dữ vậy trời. Nhưng mà tại sao em không để cô ấy ở chỗ đó làm, rồi em nói em làm đi chị nào, xong rồi anh chạy qua anh đó. Không bao giờ có chuyện đó. Vẫn phải ngồi ở trong đó luôn. Chính xác. Chà, cái này là hơi gắt à. Cái này là hơi gắt á. Cái này là mình không có được rồi đó. Tôi là tôi năn nỉ vợ tôi luôn. Ban đầu mới cưới về tôi cũng nói em ơi, em cũng chở Liên đi nghe. Mà ở trong đó nó không quen. Cái chỗ làm tóc mà bây giờ mình mở đầu mình ra thì nó không có tóc, nó kỳ. Cuộc sống của em là yếu. Ví dụ như người bình thường á, là ngồi hồi xưa á, là em cũng ráng ngồi, nhưng mà về sau này nói thiệt là với cái cuộc sống giả của em mà nói là ngồi lâu ngồi 7-8 tiếng là khủng khiếp lắm. Đuổi á. Đúng rồi, nhưng mà dân thì vẫn cứ giận. Thật ra thì cái chỗ này không phải là thanh minh, nhưng mà cũng phải nói một chút xíu là hồi xưa em không có cái thói quen như vậy, nhưng mà từ khi quen ảnh á, ảnh tạo cho em một cái thói quen là đi đâu cũng phải đi chung, làm cái gì cũng phải làm chung. Cái lâu dần từ lúc yêu cho đến lúc cưới thì mình quen như vậy. Dạ, xong rồi bây giờ thì công việc thì hai vợ chồng cũng làm chung công ty, có nghĩa là cứ phải đi chung với cái người này mà thì mình mới cảm thấy dễ chịu, mình cảm thấy yên tâm ở trong lòng. Đúng rồi. Cho nên cũng có những ngày thì ảnh nói thôi ảnh đau lưng anh không đi, thì em cũng chịu cho anh ở nhà em đi mình, nhưng mà kiểu giận thì vẫn cảm giác giận không ấy được, thì anh giận lòng chút xíu đó. Có lòng thiệt. Thôi bây giờ hai đứa mong muốn thay đổi điều gì? Em nếu mà nói thời điểm này á thì em chỉ mong là giảm cái thời gian chơi game lại, để có thời gian thứ nhất là cho em, quan tâm đến em nhiều hơn, cái thứ hai nữa là cho con nữa, rồi con cũng đang bắt đầu gần cái độ tuổi vào lớp 1 rồi. Thì nếu mà kêu là có một cái gì đó thay đổi thì em chỉ mong cái đó thôi. Bớt game. Bớt game thôi. Được không Nam? Được không? Dạ, gần đây là bắt đầu thấy. Được chứ, phải được chứ. Phải được chứ Nam. Thế còn Nam thì sao? Thì đó giờ em mong muốn vậy đó. Thực ra thì từ trước đến giờ lúc nào em cũng đi chung hết á. Ở một cái mức là tuyệt đối quá. Thì giờ đó đơn giản nó chỉ giảm chút xíu. Thôi, cảm ơn hai em đã đến đây với chương trình. Đến với chương trình Vợ Chồng Son nghe. Lý do gì mà dính được tay hay vậy? Tại vì tới cái quán cà phê đó thì bạn bè em ai cũng hỏi hết á. Ai cũng ngồi nói chuyện với bả hết. Em đâu có trách nhiệm đâu, em cứ ngồi góc ra ngoài kia. Em ngồi im. Cái bà thấy sao thằng nào mà im im nó láo láo. Vậy đó, tự nhiên cái bà lại vô tình những cái thằng im im nó lại là dạ chú đúng ý anh. Dạ đúng rồi. Cố tình im để cho mình chú ý. Thì ngồi đứng nói chuyện thấy đơ thấy kỳ kỳ ngại ngại. Cái sau ổng nói hơi mệt quá, giờ nắm tay luôn đi. Kỳ quá. Là tôi rất là quen luôn. Đúng là quen luôn. Là dính luôn. Chào hai đứa. Chào hai em. Dạ, em chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận ạ. Em tên là Đinh Thị Thanh Thủy. Em sinh năm 1989. Em trùng xây đắm quá. Dạ, hiện tại bây giờ là em đang đi hát nhóm và em giới em hát nhóm The Queen, đánh DJ thêm. Rồi, mời ông xã. Dạ, em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận. Em tên là Nguyễn Tiến Đạt, năm nay 35 tuổi. Hiện tại công việc em đang là quản lý cho nhóm hát. Nhưng mà là làm quản lý trước khi cưới cô ấy hay là sao? Dạ sao anh? Quản lý một thời gian mới yêu nhau đúng không? Đúng em không? Đoán đi. Mới làm quản lý thôi. Chứ trước đây là khán giả. Một khán giả đi coi thấy nhóm bốc lửa quá. Mà đặc biệt là thấy cái cô này cổ ấn tượng nhất trong nhóm. Có một cái chiếc răng khểnh quá đẹp. Hay là quyết định cua. Và sau đó trở thành quản lý đúng không? Dạ hơi sai chút xíu. Bé nó lịch sự quá chị. Mỗi lần mà anh Bin mà anh đoán nó hề hước lắm em. Nó không có cái gì mà trúng vô cái gì hết. Người ta cũng trúng bộ. Lâu lâu cũng trúng miếng. Hai vợ chồng kể cho anh nghe đi. Cơ duyên nào mà hai vợ chồng biết nhau và bắt đầu yêu nhau? Dạ em làm việc chung với lại chị hai của ảnh. Em là đi hát chung với chị. Sau đó thì em mới biết ảnh. Hai đứa biết nhau là cách đây bao lâu rồi? Tính ra là cũng 14-15 năm. Cái lần đầu tiên mà em diện kiến cô bé này thì cái cảm giác của em sao? Lúc đó em thấy cũng xinh xinh, chưa có cảm xúc với lại vợ em. Cảm xúc mà chỉ biết là thấy cô bé này dễ thương đó. Hỏi thẳng luôn là lúc đó em có bạn gái chưa? Có nhiều lắm anh. Lúc đó chắc là tóc bồng bềnh đúng không? Hồi xưa là hot boy anh. Em gặp ảnh lúc đầu em cũng không có ấn tượng gì nhiều, mà hình như là em thấy em ghét ổng nhiều hơn. Ủa sao vậy em? Sao hot boy mà em ghét người ta là sao? Dạ, thường em thấy ai mà mặc đồ ảnh trai hay này nọ là em cảm giác người đó kiểu giống như là sao ta đào hoa lắm đúng rồi anh, cảm giác em thấy không có được
tin tưởng, là tin tưởng an lắm. Tâm đúng không? Đúng rồi. Do giống như là mới em chưa biết á, cho nên em cảm giác em ghét. Làm mấy bé mới lớn nó hay vậy lắm. Nhiều khi nó thích đó, nhưng mà làm bộ nó không thích. Em có cảm giác gì không? Lúc đó em cũng không nghĩ tới. Rồi sao quen? Lúc đó thì giống như là cũng có nhiều người muốn cua em á. Ổng là người giới thiệu để người ta cua em. Ồ vậy? Mà cuối cùng á người ta không có dính. Lý do gì mà dính được tay hay vậy? Tại vì tới cái quán cà phê đó thì bạn bè em ai cũng hỏi hết á. Ai cũng ngồi nói chuyện với bà hết. Em đâu có trách nhiệm đâu, em cứ ngồi góc ra ngoài kia. Em ngồi im. Cái bà thấy sao thằng nào mà im im nó lâu lâu. Vậy đó, tự nhiên cái bà lại vô tình những cái thằng im im nó lại là dạ đúng rồi anh. Dạ đúng rồi, cố tình im để cho mình chú ý thôi. Rồi đến khi nào thì hai đứa mới chính thức là quen nhau? Dạ thì cái ngày hôm đó là cũng giao thừa, mấy đứa em á ngủ đi chùa đêm giao thừa. Mà cuối cùng mấy đứa nó không ai đi á. Còn có hai đứa em xong xuôi lúc mà đi ra ngoài á thì ngồi đứng nói chuyện thấy đơ đơ đơ, thấy kỳ kỳ ngại ngại. Cái sau ổng nói thôi mệt quá giờ nắm tay luôn đi, kỳ là tôi rất là quen luôn. Đúng là quen luôn, là dính luôn. Lúc đó em bao nhiêu tuổi? Dạ lúc đó mới 17, 18. Cho nên mai mốt người ta hỏi ô lần đầu tiên các bạn quen nhau là đâu? Dạ tôi quen ở trong chùa. Nhưng mà khi anh quen em rồi anh còn đầu không? Còn anh. Trong cái thời gian quen á, những bạn gái cũ hay nhắn tin rồi ngủ đi ăn sáng thì cái vô tình thì em phát hiện thôi. Thì em mới biết. Chứ đâu em đâu biết là cũng có bạn gái trước hay này nọ. Ủa là sao em kể tiếp đi em, có nghĩa là tức là em từ chối chị. Từ chối người kia. Em từ chối, em không nhận cuộc điện thoại của họ. Nhưng mà sao bà này đã thấy tin nhắn rồi bà cũng ngủ gọi đi ăn sáng. Bà gọi trực tiếp cho bên số luôn. Rồi thành thử ra em đâu dám mong man nữa. Xong là bà giận em. Bây giờ anh chọn em hoặc là anh chọn người ta. Thì em cho anh 2 tuần. Anh suy nghĩ xem như thế nào rồi anh trả lời cho em một câu quyết định. Trong lúc đó thì ca sĩ này nọ kia lên tập đi chung với người ta ăn uống thì đó, cái em phát hiện lại. Xong rồi em lại ghé ngược lại. Nhưng mà em cố tình em dằn mặt ảnh hay dạ, sao? Dạ đúng rồi anh, đúng rồi đó. Tâm lý. Dằn mặt, nhưng mà tới lúc mà anh ghen ngược lại thì lúc đó em sao? Dạ giống như là bạn bè mình đi chơi, mình đi ăn thì cái bạn đó chở em đi thôi. Thì em cố tình cho ổng thấy mà. Khi mà thấy rồi cái ghen ngược lại em làm hùm làm hổ với người ta. Thì khi mà làm hùm làm hổ vậy rồi thì em thấy là thôi mình dứt khoát với bên người bên kia đi. Tội để... ra không phải, tức là cũng bạn bè thôi chứ không phải là quen nha. Tức là mình chỉ là mình đi chơi, đi ăn đi uống rồi người ta chở đi thôi. Rồi xong rồi tới lúc mà ổng thấy lúc mà chở lên phòng tập á, tại vì em nói là cho thời gian ổng suy nghĩ mà, thì em cũng có phải có thời gian, có không gian riêng của em. Đó cho ổng biết là đâu phải là không có anh, em không có ai. Thì khi đó em mới nói là bây giờ anh quyết định sao vậy đó. Thì ổng nói ổng quyết định, ổng chọn em thì em cũng quyết định vậy thôi. Tôi không chọn anh. Thật ra lúc đó em vẫn còn nhỏ. Dạ còn nhỏ. Nhưng mà gia đình có biết nhau không? Gia đình em biết luôn. Không biết sao chứ hồi lúc mà em còn đi học á, bạn mà gọi điện thoại tới hay gì mà nghe tới con trai á, gia đình em khó lắm. Chỗ la không cho quen mà. Cái khi mà quen biết được ảnh rồi đó, ảnh qua nhà em mà ở nhà thấy ổng kiểu cảm giác như là chắc hiền với lại này nọ vậy đó. Đó cho nên là cũng ân hay sao á, cái không làm khó dễ không nè. Cứ qua nhà rồi ăn cơm giống như là con cái cháu trong nhà vậy. Nấu ăn luôn đó. Nấu ăn luôn hả? Nấu ăn luôn. Phụ ông bà và vợ tương lai lúc đó chắc cưng lắm đúng không? Tại còn trẻ mà, ba má vợ cũng trẻ lắm. Nhưng mà thời gian đó là kéo dài bao nhiêu lâu em? Hai đứa quen nhau trong dạ, cái thời gian đó là bao lâu? Một năm mấy rồi, năm mấy. Nói chung là ổng cưới em là cũng giống như là bị bất đắc dĩ vậy đó. Bác sĩ báo cưới hay sao? Dạ không, cái chị á bên nước ngoài về á, cái đi qua thấy ủa sao cái thằng này nó làm gì mà nó cứ vô nhà mình nó tự nhiên quá vậy. Cái nói cái bài em nghe, cái bài em mới kêu ổng ra nói con mốt con qua đây thì con ngồi ở đây bớt chơi bớt tự nhiên lại. Bớt tự nhiên lại thì ổng thấy vậy bực quá đi về nhắn tin với ba. Ba ơi con muốn có vợ. Nhắn với ba. Lúc đó là em nhiêu tuổi? Dạ lúc đó em là 22 tuổi. Trời đàn ông mà 22 tuổi mà xin cưới vợ là gia đình hơi bị sốc đó. Em nhắn tin với ba là ba ơi con muốn lấy vợ. Ba em cũng nhắn được một tin về nhà đi rồi tính. Ba mới bàn với nhà là dẫn bà ngoại qua bên nhà bên này. Khi mà qua thì gặp ông nội bên này thì ông nội này cũng ưng. Ưng rồi ông nội kêu là thôi tao gả. Nhưng mà đầu năm thì hẹn cuối năm mới cưới. Như vậy là cả hai bên đều đồng ý hết. Dạ, thì chắc chắn là đám cưới các em không có gì gọi là trắc trở hết đúng không? Dạ. Định ngày cưới xong xuôi hết rồi.
thì có giấy mời đi nghĩa vụ quân sự. Rồi đi cũng 1 năm rưỡi. Tháng 10 cưới thì tháng 9 em nhập ngũ. Ủa, tháng vậy 8. Là sao? Ủa, gì có đám cưới đâu. Xin về cưới xong rồi lên đơn vị lại. Dạ. Trời ơi, vậy đó hả? Mà mình không có giờ được ngày cưới sao? Dạ, đã mời hết rồi. Dạ, đã lên thiệp với lại đã mời rồi. Vậy là cái cưới xong á là cái đêm tân hôn chắc tức tưởi lắm hả? Tại vì về được 5 ngày. Về được có 5 ngày xong lại đi. Coi như cái tuần trăng mật rồi. Bị khuyết á. Đúng rồi. Tuần ta 7 ngày để ở được có 5 ngày tính luôn ngày cưới. Lúc đó chắc em 19 20 hả? Dạ, dạ tính ra là 19. Tới bây giờ là các em cưới nhau được là mười mấy năm rồi đúng không? Nếu mà tính luôn năm nay là 13. 13 năm anh. Con cái sao rồi? Con em nay 12. Sau cái tuần lễ khuyết á, của đêm tân hôn đó là dính bầu luôn dạ, hay gì? Dạ đúng rồi. Đúng không? Dạ đúng. Chắc đêm đồng phòng ấn tượng không? Ấn tượng chứ anh, ấn tượng. Cái thời đó em còn nhỏ lắm, em không biết gì luôn á. Đến nỗi hôn mà em còn không biết hôn làm sao luôn mà. Rồi trong quá trình mà lấy nhau rồi là có em gái mưa rồi anh trai nắng gì không? Hai đứa. Nói chung là trong cuộc sống gia đình mà lúc nào cũng phải có cái gọi là trục trặc cái này nọ. Mười mấy năm mà chứ đâu phải là ít. Dạ đương nhiên là phải có. Dạ, trong cái thời gian mà em đi diễn bên nước ngoài á, em đi Úc. Lúc đó cưới nhau được bao lâu rồi? 8-9 năm rồi. Thì ở nhà cũng quản lý ca sĩ rồi cũng quản lý em đó. Thì em thấy là dắt đi giới thiệu người này người kia gì nọ, rồi em thấy nhắn tin. Rồi em phát hiện, tại vì khi mà em về á, cái điện thoại hả, mỗi lần mà em kêu đưa cho em hay gì nọ, giấu. Run rẩy lắm, run rẩy lắm. Không dám đưa, tới tối em gần em chôm cái điện thoại để em coi coi sao mà có ngày cứ giấu điện thoại hoài luôn. Đang ngủ này em chụp cái điện thoại cái giật mình giật lại rồi em nói chắc chắn là có chứ mày không có đó. Cái xong mà em chụp đại vậy mà dính hỏi thẳng luôn đó. Rồi hỏi ra thì cũng chưa có gì hết, cũng mới có kiểu như nhắn tin qua lại rồi ngủ ăn mưa nắng chút đỉnh đúng đó. Rồi đúng rồi. Em được cái là có gì là em nói chuyện với ba mẹ để giải quyết, em không có tự giải quyết mình. Ba mẹ bên em cũng kêu qua ra ngồi nói chuyện. Rồi tao cấm mày vậy đó, không đi được vậy. Mày phải nói với lại vợ mày sao? Lên bàn thờ ông bà rồi hứa. Hứa chứ cửu quyền thất tổ. Dạ, là cái đó là không có chối anh, được anh nghĩ là chỉ có trục trặc cái vụ đó thôi đúng không em? Dạ đúng rồi. Tới nay là không có còn cái vụ nắng mưa nữa đúng không? Rồi, sợ thôi, rồi. Chúc mừng. Sợ tới giờ. Thôi bây giờ mình vô cái vụ kia đi chị ạ. Kia đi em vụ ơi. Kia đi. Cái đại hội vạch mặt em đi. Em biết cái vụ đó không? 13 năm trời về chung chăn chung gói với cô ấy, có phát hiện cô ấy có nhiều tật xấu không? Tật xấu gì không em? Nói thiệt. Xấu của vợ em thì dở lắm, dở về nấu nướng giặt giũ tất cả mọi cái dở lắm. Công chuyện nhà dở. Dạ dở là không biết làm không gì biết hết nấu là sao? Luôn không biết làm, chỉ biết nấu được 2 món à. Mì trứng, mì tôm với lại chiên trứng thôi. Hai món khó quá em. Chiên trứng nó còn dễ hơn luộc đó. Có những người chỉ biết luộc thôi. Còn có biết rửa chén không? Cái con em nói cho mẹ rửa chén được nhiều lần lắm á ngoại ơi. Dạ 2 lần luôn á. Trời ơi, rửa được tới 2 lần trong 13 năm á, ghê thiệt chứ. Quá nhiều luôn, số lượng quá nhiều. Không biết về nữ công gia chánh đúng không? Dạ. Rồi ngoài ra thì có cái tật gì nữa không nè? Dữ lắm anh ơi. Dữ thì mới giữ được em đó đúng không? Cực dữ. Dữ cỡ nào đâu em? Cực dữ. Xỉn nhậu về này kia là nó chửi ghê lắm. Sáng dậy còn chửi tiếp. Em có phản ứng đâu hay là im lặng? Em im xong nghe rồi bỏ em đi uống cà phê. Là nóng tính đúng không? Dạ, giờ em là nóng tính đúng không? Giận lâu không? Buổi trưa là xong rồi, chiều giờ đi. Thường mấy người nóng tính không có giận lâu em ơi. Ừ. Nóng rồi xả ra xong là hết đó. Trưa giờ ăn cơm là xong rồi. Rồi tới em đó. Không là nhiều lắm. Tối là cứ nhậu miết à, tại ngoại giao á. Bạn ngoại giao để kiếm show cho em. Ngoại giao rộng, dạ đúng rồi. Cứ mỗi lần nhậu là em gọi điện thoại không bao giờ được. Ít ra là cũng phải anh đang đi với ai hoặc là sao cho mình biết. Cứ mỗi lần nhậu về là em la. Mà em la là tới sáng. Trời ơi, giọng thứ mà nhậu về là chỉ có muốn ngủ thôi em. Mà tưởng tượng đi về bác ngồi bác cứ lải nhải hoài. Căng á, căng nhằn của hai tới trưa ngày hôm sau luôn anh. Mà em ngủ được không á? Cái quan trọng là ông có ngủ được không? Mà em vậy mà nó vẫn phải ngủ em nè. Em xỉn rồi, ngủ hết. Vậy mà nó vẫn còn nhậu được là hay lắm luôn á. Chứ còn căng nhằn kiểu đó là làm biến nhậu luôn á. Rồi nhậu nhiều rồi còn gì nữa không? Ngủ á, khi mà kêu dậy á, một cái có công việc cái gì á, kêu chừng ai. Cái đó tật rồi. Nhậu thì xong về có làm phiền vợ không? Bị cái tật là đã nhậu về khuya thì cứ việc về ngủ đi. Không, alo em ăn cái gì không? Anh mua về cho em ăn. Cứ lôi đầu mình dậy mà ăn. Mà trong khi quạo đúng quạo luôn. Mà trong khi em đâu có ăn khuya đâu. Em giữ giác nữa. Mà mua một lần mua về em mua 2-3 phần. Cho ai ăn dữ vậy? Ổng ăn. Ổng ăn 2 phần. Ủa cái tật mà nhậu em xong về khuya hay đói bụng lắm đúng không? Dạ đúng rồi. Anh gì á? Bạn
Hai anh em dạ. Hai cái đầu đồng cảm, cái đầu ghê hồn luôn. Ừ. Rồi sao nữa cưng? Đó, rồi đi toilet thì lúc nào cũng lâu quá đó. Ừ. Đi vô chổng giống như là muốn ngủ ở chổng luôn hay sao á. Là buổi sáng hả? Buổi sáng anh à. Chỉ có nhiêu đó thôi. Dạ. Rồi giờ em mong muốn Đạt thay đổi điều gì? Bớt nhậu lại. Dạ. Rồi giờ Đạt mong muốn vợ thay đổi điều gì nè? Em thì muốn bà hiền chút thôi. Trời, nó đơn giản quá mà em bớt nhậu đi nó hiền lại. Ờ đúng rồi, đúng rồi chị. Nó chỉ giữ nhất lúc mà em nhậu rồi nó căng nhằn dạ. Cử nhữ nó la lối thôi thì giờ á 50-50 đi. Dạ. Chứ, tuần 7 lần thì giờ mình bớt còn 2 lần thôi. Chứ chị thấy ngay từ tối tới trưa luôn á. Thì đó, ừ. Thì tại vì em nhậu đó, nó ghét nhất là nhậu dạ, mà đúng không? Dạ đúng rồi. Nghe dạ, dạ. Thôi hai vợ chồng quá hạnh phúc rồi dạ. Đúng không? Rồi cảm ơn hai em đã đến với chương trình Vợ Chồng Son dạ. Kêu là kêu ảnh vô Sài Gòn đi con nuôi ảnh. Kêu ảnh vô Sài Gòn đi con nuôi ảnh. Ồ vậy đó. Rồi cái vô ảnh nuôi con luôn. Cái vô ảnh nuôi con luôn. Sao cứ sớm dữ vậy con? Bác sĩ bảo cưới vậy. Bác sĩ bảo cưới vậy. Người ta đâm kim hàng ngày, đâm kim liên tục, cứ đâm mấy lần vào để hút dịch ra. Bình thường người ta chỉ hút 3 lần là hết, 5 lần là hết, con hút cả mười mấy 20 lần mới hết. Xong 2 tháng thì cũng hết sạch tiền rồi. Không còn tiền, không còn gì thì. Bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đến với câu chuyện đầu tiên của cặp vợ chồng thứ nhất. Chào cô chú ạ. À, ngồi đi con, ngồi đi. Dạ, con tên là Phạm Đức Thành, năm nay con 27 tuổi, con đang làm hát nhạc rap. Dạ, và làm kỹ thuật viên phòng thu. Con đang sinh sống ở quận 10. Con có thể cadeau bán được không? Ờ, con có thể là souvenir cho cô với lại chú Thuận một vài câu đi. Vô. Vô. Vô bây giờ cái không gì nữa đây cái này nó cái gì nè. Con sẽ rap một đoạn mà con sáng tác trong ngày cưới con luôn nha. Ok, wow, hay luôn. Yo. Con có quyền đứng lên nha, con không cần phải ngồi nha. Quần tây vest xanh anh diện hết ở trên người, mang theo bó hoa kèm theo đó một nụ cười. Hôm nay anh không xề xòa, tóc tai phải gọn gàng, nói cho mọi người biết là hôm nay anh chọn nàng vì cuộc sống anh vất vả. Không biết được sau này như có em là tất cả, anh chẳng ngại việc hao gầy trao cho em rất nhiều quà. Lời hứa khi về già còn nhiều thứ chưa từng trải thì cứ để khi về nhà. Hôm nay ta vui, đám say trong men cay, thuyền ta đi bao xa nhưng hôm nay đã cập bến. Nhịp nhàng ta hát với hạnh phúc khi con tim ta trao nhau cho đôi môi kia thật nồng cháy. Ôm em trong tay, nói to cho em nghe. Tình yêu bao lâu nay anh tìm kiếm, mình cùng nhau bước trong khoảnh khắc yêu thương kia không vơi đi để cho đêm nay hai ta ngất ngây. Yeah. 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 Wow. Yeah. Hay quá, hàng ngàn khán giả đang vỗ tay kìa. Dễ thương. À. Rất hay, rất hay. Hay quá. Rồi bây giờ tới con này. Con. Dạ, con tên là Hải Yến, năm nay con 19 tuổi. Công việc. Con làm gì nè? Con đang ở nhà. Dạ, nội trợ. Ở tụi con cưới nhau được bao lâu rồi? Dạ, được gần một năm ạ. Một năm rồi. Dạ. Rồi bây giờ kể cho chú nghe đi, cái cơ duyên nào mà các con gặp nhau? Có phải đi coi nhạc rap xong rồi gặp ổng cái đầu là ổng thấy dễ thương quá cái ổng cua con không? Dạ con cua ổng. Dạ con cua ổng. Nhưng mà con cua như là đi coi ổng hát hay sao? Dạ con đi coi ảnh. Dạ, hôm nay mụ hay quá mụ. Dạ đợt đó là anh á ở Hải Phòng xong rồi làm show ở trong Sài Gòn thì con lại không biết anh này, không biết nhóm của anh này luôn, nhưng mà anh của con thì lại là được nhóm anh này mời làm khách mời nên là đi theo, gặp thì cũng không có ấn tượng gì lắm. Về sau rồi mới nói chuyện tầm khoảng một tháng thì comment trêu đùa nhau trên Facebook thôi. Nhưng mà con thì lần đầu tiên con gặp bé thì sao? Thực ra cái hôm đấy là con có đi với cả bạn gái của con, người yêu cũ, thì con cũng không để ý lắm. Về sau thì con nhìn lại cái ảnh hôm chụp show ấy thì con mới nhìn ra bạn này, thì lúc đấy con đã chia tay cái bạn kia rồi thì con mới kiểu lúc mà làm quen trên Facebook cũng có cái link Facebook xong rồi nhắn tin xong rồi comment đùa trên Facebook, thế từ lúc đấy mới quen nhau. Nhưng mà con nói con cua anh là cua làm sao? Dạ con kiểu comment trên Facebook rồi con kêu là kêu ảnh vô Sài Gòn đi con nuôi ảnh. Kêu ảnh vô Sài Gòn đi con nuôi ảnh. Ồ vậy đó hả? Rồi cái vô ảnh nuôi con luôn. Cái vô ảnh nuôi con luôn. Thì lẽ dĩ nhiên là anh mới nuôi con rồi. Tại sao con lại chủ động con cua ảnh? Dạ tại nhìn anh thấy ghét quá. Nhìn anh chỉ trâu quá, nhìn kiểu lôi trôi quá chị. Con già dữ à, con già dữ. Lúc đó chắc con 18 tuổi rồi sao? Gu của con thích kiểu già dặn chút xíu, kiểu trưởng thành nha. Mà bữa đó là anh mới hai, kiểu anh mới về Sài Gòn xong rồi kiểu nhạc hip hop, nhạc rap thì kiểu nhìn lôi trôi, nhìn kiểu nó hơi kẻ tính một chút xíu á. Rồi bao lâu thì hai đứa mới bắt đầu có những cái buổi hẹn hò đầu tiên? Từ lúc mà con đi vào Sài Gòn con làm việc
bắt đầu con mới hẹn Yến sang ngồi nói chuyện. Nhưng lúc đấy thì ý con muốn là muốn giới thiệu Yến cho em, một đứa em ở phòng thu của con cơ, chứ không phải là con đang tán Yến. Thì thằng em đấy nó mới bảo là để em tán, nhưng mà 7 ngày hoặc 1-2 tuần sau nó không tán được. Xong rồi thôi mày để tao tán cho mày xem. Thế thì lúc đấy thì con mới nói chuyện với Yến kiểu nó thân mật hơn một xíu. Về sau hai đứa kiểu như gặp nhau xong rồi đi chơi xem phim xong rồi yêu lúc nào không biết luôn. Con biết là ổng là làm mai con cho cái người em đó không? Dạ biết, bữa đó là con có qua chơi thì con đi xe ráp qua, thì sau khi mà qua xong thì con đi về thì anh này không chở con về mà nhờ em của anh chở về, là con kêu gì kỳ quá. Này bữa đó về con giận mấy ngày con không nhắn tin luôn. Xong rồi về sau đến bữa 2 tháng 9 thì lại vừa là sinh nhật của ảnh thì anh mới rủ con đi Cần Giờ chơi. Thì đi Cần Giờ xong về bữa đó là mới kiểu hòa. Yêu nhau bao lâu thì tụi con quyết định là đám cưới? Con yêu từ tháng 9, từ mùng 3 tháng 9 là ngày sinh nhật con cho đến tháng 2 cưới. Thì là tầm mấy tháng, 6 tháng rồi. Sao cưới sớm dữ vậy con? Bác sĩ bảo cưới vậy. Bác sĩ bảo cưới vậy. Dạ. Cái dịp nào mà để cho gọi là có cái sự cố đó xảy ra? Dạ chắc là con nghĩ chắc là đi Vũng Tàu chơi. Đó cũng là đêm đầu tiên luôn của hai đứa. Dạ. Rồi nói với mẹ, có nói với mẹ không? Rồi phản ứng mẹ làm sao? Dạ kiểu con còn nhỏ quá nên là kiểu ba mẹ con cũng sốc quá. Kiểu lúc đầu cũng kiểu hoảng hốt lắm. Xong rồi về sau kiểu ngồi lại nói chuyện thì cũng bình tĩnh ạ. Và quyết định là cưới. Lúc đó thì con thì sao? Vợ con bảo là có bầu thì bấm đổ ạ. Thế có bầu thì cưới thôi chứ giờ không còn cách nào khác cả. Thì con mới gọi điện về cho bố mẹ. Thì bố mẹ con cũng dễ tính. Thì cũng bảo ok, bây giờ mày cũng 25-26 tuổi rồi thì cưới đi. Thì con mới bảo Yến là nói với bố mẹ vợ đi, nói bố mẹ đi, nói trước đi để anh đi sang anh nói chuyện với bố. Thì Yến nói xong, xong rồi Yến không dám ở nhà nữa, đi sang phòng thu con ở, xong rồi bắt con đi sang bên đấy con nói chuyện với cả với cả ngồi bố Yến. Nhỏ quá mà. Dạ. Thì con đơn thương độc mã một mình con đến con nói chuyện luôn. Con có ông anh nữa, ông anh họ con ở trong làm trong đây thì cũng là lớn tuổi rồi thì con cũng bảo sang anh người lớn anh nói chuyện. Thì con sang con mới xin cưới. Xin cưới mấy bố vợ con thì bố vợ con khóc. Bố vợ con rưng rưng nước mắt mà. Xong rồi đi ra ngoài sụt sịt ấy. Kiểu thương con gái quá. Xong rồi ngồi một lúc. Thì em bảo thôi bây giờ thì cũng cho cưới thôi. Chứ bây giờ biết làm sao bây giờ. Vậy là em bé được mấy tuổi rồi cơ? Dạ được hơn một tuổi. Hơn một tuổi rồi. Rồi sau khi cưới như vậy á, có những cái biến cố gì xảy ra không? Dạ sau khi mà cưới xong thì con bị bệnh. Con bị lao phổi. Bị liền luôn. Dạ, bị cưới xong phát là bị luôn. Bắt đầu con mới đi con chữa thì vàng bạc bán hết. Cưới xong tiền vàng bạc bán hết để đi chữa bệnh. Con đi ra cái bệnh viện lao phổi ấy thì người ta chữa rất là khó, người ta hút, người ta đâm kim hàng ngày, đâm kim liên tục. Cứ đâm mấy lần vào để hút dịch ra. Bình thường người ta chỉ hút 3 lần là hết, 5 lần là hết, con hút cả mười mấy 20 lần mới hết. Xong 2 tháng thì cũng hết sạch tiền rồi. Không còn tiền, không còn gì thì nhưng mà ở trong đây vẫn còn công việc thì con mê cố kiểu lúc đấy mới nghĩ là bây giờ nghề của mình hát rap mà bìa phổi của mình bị như thế cũng bị suy một thời gian nhưng mà con vẫn cố để vào trong đây con làm tiếp thì vào trong đây thì phát triển cũng gọi là tạm ổn rồi nhưng khỏe. Mà bây giờ cái phổi của con là đã ngon lành hết chưa? Phổi con bây giờ khỏe lại rồi. Con phải trị tận gốc nha, cái phổi này là phải trị tận gốc luôn. Lúc đó cái cảm xúc của con sao con? Con thức con có tuyệt vọng không? Con không tuyệt vọng nhưng mà kiểu con lo quá. Mấy ngày con không ngủ được, đêm á. Rồi ở trong viện á thì hút cái dịch ra rồi còn phải chờ kết quả mà. Người ta nói là cái dịch này còn chưa biết là bị bệnh gì thì có người thì bị u, có người thì bị ung thư, hơn nếu mà hơn lắm là bị lao. Thì kiểu mọi người cứ nói là nó còn trẻ như này chắc chỉ bị lao thôi nhưng mà kiểu nhiều người ở trong đó bị ung thư quá nên là con sợ lắm. Đến hôm mà có kết quả thì kiểu mọi chuyện nó ổn hơn chút xíu. Dạ. Bao nhiêu lâu thì con vô Sài Gòn sau cái lúc mà con xuất viện xong á? Xuất viện một cái là con vào luôn. Dạ. Bây giờ là con ở nhà nuôi con, là dạ. Có ai phụ con trong em bé không? Dạ không ạ, dạ tự con lo. Ủa rồi giờ em bé đang ở đâu? Dạ con gửi mẹ con. Dạ. Mẹ đang trong hả? Mẹ con thì cũng đi làm suốt ngày á, nên là lúc mà con sinh trong cữ thì có mẹ chồng con vào chăm.
Nhưng mà chăm được một tháng thì mẹ con lại đi về tại vì còn công việc buôn bán. Dạ, thì mẹ con ở trong này thì lâu lâu mẹ con đáo qua đáo lại. Dạ. Vậy là bé này cũng giỏi nè. Nó nhỏ mà nó quán xuyến mà vừa chăm con vừa ấy là giỏi ghê luôn á. Như vậy phải con thương lười vợ lắm. Nha. Dạ, bây giờ anh sẵn làm hết. Thôi sẵn rồi bây giờ chúng ta vô luôn cái phần tật xấu đi kìa. Vậy là vợ con vừa mới nói là con chăm hết, con lo hết kìa. Đúng không? Thì con về con chỉ nấu cơm, nấu nước, nấu cháo, rửa bát, thế thôi. Lau nhà, giặt đồ, kiếm chăm con, kiếm tiền. Coi như là làm có nhiêu đó à? Liệu nhiêu đó. Thôi giờ là cho con trước đó. Vợ con có tật xấu gì không? Vợ con nhiều tật xấu lắm. Cái thứ nhất là lười. Cái đấy là con không thích nhất. Còn tất cả các loại tật xấu khác thì con có thể bỏ qua được. Đó. Cái lười con hay cầu nhau lắm. Con làm đến trưa con mới về. Hoặc là nhiều khi làm đêm thì ngủ trưa mới dậy. Thì trưa con nấu cơm nhưng con gọi không dậy. Thế con gọi nhiều quá thì quay ra cáu, bảo để yên em ngủ. Lười không thèm ăn cơm luôn. Con thì hay sống theo giờ của bố mẹ mà. Thì con cũng ngủ theo ý luôn. Con cũng không dậy luôn. Ngủ nướng tới trưa luôn hả? Ngủ cả trưa luôn. Cũng không dậy luôn. Tính con thì cầu nhau, vợ con thì hay cáu bật. Đấy. Rồi lười nè, còn gì nữa không con? Mà chơi game. Phải chơi game đó. Thích nó phải chơi game thôi. Nhiều khi trông con cũng bị stress quá thì chơi game cũng được. Là tại vì chơi game kiểu mình nhập vai vào game ấy thì đỡ cảm giác stress hơn thì cũng được. Vợ con ghen tuông rồi. Vợ con chúa ghen luôn. Con hoạt động nghệ thuật thì cũng kiểu có cả fan nữ, fan nam. Các cái bạn mà con này và con comment ấy là vợ con xóa hết. Wow. Mà vợ con đặt cái theo dõi có nghĩa là con comment vào nick của ai thì hiện hết lên nick của vợ con. Con cứ nhắn cho ai là biết hết. Con đi diễn ở đâu, bất kỳ một nơi nào ở cái Việt Nam này, Hà Nội, Cần Thơ đều phải lôi vợ con đi hết. Không được ở nhà. Mà cô chú cũng biết là bây giờ đi mà mang theo vợ con, cái thứ nhất là kinh tế. Kinh tế nó sẽ bị đôn lên. Cái tiền sâu của mình sẽ không còn được nhiều nữa. Và cái thứ hai là khi mà mang cả vợ con đi thì phải chăm cả vợ con nữa, phải chia đôi cái phần trăm công lực của mình ra, không tập trung vào sâu được. Thì cái hiệu quả của cái sâu đấy nó sẽ bị giảm đi một phần. Đấy thì hai cái đấy, đấy là cái ghen ấy. Cái ghen là sợ con đi sâu xong rồi quen bạn này bạn kia, vợ ở nhà. Đi đâu cũng phải lôi theo, không chịu. Nếu mà không cho đi thì thôi anh đừng đi sâu nữa. Đấy. Rồi sao chi tiêu trong nhà, tài khoản ai là người nắm giữ? Tài khoản vợ con giữ hết. Coi như là trong có nhiều tiền là biết hết đúng không? Tại bây giờ đi làm toàn là chuyển khoản thôi. Dùng một cái, đúng rồi, dùng một cái tài khoản đó, duy nhất một cái tài khoản. Vợ con dùng. Nhiều khi khách hàng hỏi con tài khoản đâu, con còn chả có. Thì vợ con dùng hết. Mỗi lần mà gây nhau thì như thế nào? Gây nhau vợ con gớm á. Gây nhau vợ con gớm á. Gây gớm á. Nhìn thấy nhẹ nhàng thấy thế. Cái lúc mà hiền bực mình mà cáu lên là không để ý một cái gì luôn á. Có thể hủy hoại tất cả luôn. Hủy hoại tất cả mọi thứ luôn. Tất cả mọi thứ luôn. Sau cùng con vẫn phải xin lỗi thôi tất cả mọi thứ. Tại già quá. Rồi giờ tới con đó. Ừ đó. Còn chắc không có gì kể về anh đó luôn. Chắc kể tốt không quá. Anh hoàn hảo đúng không? Dạ. Tại vì anh làm nhiều thứ cho con lắm chứ ngờ. Mẹ con hay nói là chứ giờ mà may quá có ngờ anh chịu được con chứ chắc. Mà không ai chịu được con luôn. Tại vì con vừa mới đi học xong thì ở nhà với ba mẹ thì không phải làm gì hết. Chỉ có rửa chén một cái nhà này kia thôi. Thì về nhà chồng ai cũng kêu là trời không biết là nó có lo được cho con nó không? Hay là có lo được cho chồng con nó không? Kiểu gặp được anh đó là cưới anh đó là con cảm thấy kiểu hạnh phúc. Dạ. Chú không tin rằng là ổng không có cái tật xấu gì. Con cái này hay đi comment hình gái thôi chứ không có gì hết. Rồi công việc của chồng á, chồng có suốt ngày ở trong phòng thu suốt ngày, rồi nhiều khi có khi nào bỏ bê vợ không? Ngày 24 tiếng thì anh ấy ngủ hết tầm 8 tiếng, còn lại là ở phòng thu hết, chắc ở nhà tầm 1-2 tiếng. Dạ, 1-2 tiếng đó là dọn dẹp nhà cửa hoặc là nấu cơm. Mà tối thì sao? Dạ tối thì con cứ ngủ trước, rồi cửa thì để đó anh ấy về anh ấy tự mở. Dạ, ở ngoài phòng thu có camera nên là không có sợ. Rồi chồng, giờ con muốn vợ con thay đổi điều gì? Con chỉ muốn vợ con thay đổi, đỡ lười đi một xíu là được. Chồng dậy gọi ăn cơm thì dậy luôn đi. Đó. Bảo cái gì thì kiểu làm luôn đi. Để nói nhiều quá nó bị bực. Ở cái tuổi này của chồng con là 27 tuổi đúng không? Dạ. Thực ra so với con thì anh lớn hơn con. Nhưng mà so với cái mặt bằng chung của những người thanh niên, những người đàn ông thì tuổi này vẫn còn rất là trẻ.
Mà cái người đàn ông người ta bắt đầu chín chắn là khi người ta từ 30 tới 40, là trong 10 năm đó là bắt đầu người ta chín chắn. À, từ sự nghiệp cho tới tính cách cho tới tất cả mọi thứ. Còn vợ của con thì lại là quá nhỏ, mà bây giờ nó phải cán đáng những cái chuyện như là một người vợ, một người mẹ mà chưa có một cái kinh nghiệm gì luôn. Cái tuổi của con là tuổi ăn tuổi lớn, tuổi được hưởng thụ. Nhưng bây giờ vì đứa con của mình, con tạm hy sinh cho con khoảng chừng 5-6 tuổi. Con của con 5-6 tuổi thì bắt đầu lúc đó con bù lại, chồng sẽ bù lại cho vợ những cái tháng ngày mà có nghĩa là mình không được hưởng thụ cái tuổi trẻ, tuổi con nít của con đó, con nghe không? Con nghe lời chồng đi, có nghĩa bây giờ con phải tập. Tại vì bắt buộc bây giờ con không thể chối cãi được, con là mẹ rồi, là vợ rồi, thì con phải học cách quán xuyến gia đình nè, học cách làm sao để gọn gàng, tinh tươm, sạch sẽ gia đình ha, rồi giúp cho chồng về công việc nhà. Rồi. Đồng ý không? Đồng ý không? Dạ. Bảo Xuân được bình chọn là sản phẩm nội tiết tố nữ tiêm dục số 1 tại Việt Nam. Suy giảm nội tiết dùng Bảo Xuân mỗi ngày. Nhân cái dịp này thì không biết là con có một cái điều gì đó nói với chồng con hay không? Bây thì... giờ con cần hứa với chồng là con sẽ là một người phụ nữ trưởng thành. Đó. Chồng con rất cần có một cái sự tiếp xúc ở con. Đó. Cho chồng con yên tâm kìa. Chứ là từ hôm nay về thì em sẽ thay đổi. Vì nhìn anh chồng thì này, con nhiều hơn. Đúng rồi, nhìn chồng đứa nói đi. Nói chung là cảm ơn anh rất là nhiều. Cảm ơn anh để chịu đựng mình luôn, chiều em. Từ hôm nay em sẽ cố gắng thay đổi vì anh, vì con, để vì gia đình của chúng ta sau này. Ok, mai vô vậy. Em không có tán vợ em trước đâu. Em tán phía nhà vợ em trước. Dạ. Tiếp cận. Dạ đúng rồi, em đánh hậu phương trước mà. Là cứ đi, cứ đi mà không chịu. Sao em hỏi, không cứ đi hỏi. Đi hỏi thì chừng nào 30 tuổi cứ cũng được. Đó, mà trong lúc đó ông nào ông mới nhảy vô, ông kêu nó không cứ thì em cứ, nó không hỏi thì em hỏi. Nó không hỏi thì em hỏi. Ai ngờ ông này ông, em ừ một phát là ông làm tấm tắt luôn. Xin chào hai em. Em chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận ạ. Mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Võ Minh Mơ. Em đến từ An Lão, Bình Định. Và nghề nghiệp của em là dược sĩ anh. Dạ, em là Đinh Lê Tuấn Anh ạ. Dạ, em năm nay 26. Dạ, em đang là nhân viên của văn phòng phòng giáo dục huyện An Lão. Hai em là cùng quê. Dạ. Ủa, hai em là ở quê vô trong đây tham gia chương trình Vợ Chồng Son đúng không? Dạ. Dạ, đúng rồi. Ủa, từ Bình Định vô luôn á hả? Dạ. Thay mặt chương trình Vợ Chồng Son, cảm ơn hai vợ chồng đã lặn lội đường xa đến đây tham gia chương trình Vợ Chồng Son. Và bây giờ kể cho chương trình nghe là hai em quen nhau từ thuở nào? Dạ, em với chồng em là biết nhau là nam em lớp 10, chồng em lớp 9. Nhưng mà mãi tới 7 năm sau, khi mà gặp lại thì mới yêu nhau rồi mới cưới nhau. 7 năm sau mới gặp lại yêu nhau? Dạ. Wow. Thì lúc đấy thì nói chung là em nhiều mập mà em còn đen, em xấu lắm kìa. Ảnh thì lúc đấy con cũng dạng như là nhà cũng khá giả nên ảnh là cũng nhỏ con, tính tẻo, thư sinh vậy. Thì lúc đấy gặp nhau thì cũng chị em thôi, nói chuyện qua lại chứ cũng chưa có nảy sinh tình cảm. Xong khoảng một thời gian vậy là năm lớp 12 là em đi vô Sài Gòn với ba mẹ. Còn ảnh thì ảnh đi lên Công Tâm, ảnh học. Thì hai vợ chồng em xa nhau từ đấy. Bây giờ để cho ông này ông nói về cái ấn tượng gặp em đi đã. Rồi, tại sao lý do gì vừa đen vừa mập vừa xấu mà tại sao mà để ý bà? Dạ lúc đấy quan niệm em là em không có xem là vợ em xấu. Thì em thấy tính tình vui vẻ, hồi đấy còn nhỏ em cũng chưa nghĩ tới cái chuyện yêu đương. Nói chuyện qua lại chị em hồi đấy còn kêu chị. Nên là tới chừng em đi học rồi cũng trải qua cũng khá mối tình. Lúc đấy em bị người yêu bỏ thì em mới lên Facebook. Em ngồi em cũng lướt là em thấy chị này nhìn mặt quen. Do lúc đó là hồi xưa là khi mà em gặp vợ em là 60 kg lận. Khi mà 7 năm sau em quay lại thì mới chỉ còn có 48 kg thôi. Nhưng mà cái nét vẫn còn. Thế xong rồi em mới nhắn tin. Em kêu nhìn mặt quen. Có nghe gặp lại trên Facebook đúng không? Dạ. Sau 7 năm em đi Sài Gòn á thì em mới nhận thức được là cái bản thân mình nhan sắc nó rất là quan trọng. Nên là em mới quyết tâm là em giảm cân. Xong rồi em tắm trắng rồi em sửa sạn bản thân rồi đã. Mà chị muốn hỏi nè, lúc mà cái bạn này nhắn tin cho em á là em có nhận ra bạn này
là cái người mà em đã từng biết không? Không, hồi đó em qua Facebook ảnh là tàn hình người yêu ảnh không à. Ừ. Để avatar cũng hình người yêu ảnh mà em đâu có biết đâu. Ừ. Xong rồi là nói chuyện qua lại một hầu một kẹp mới em mới nhận ra. Rồi đến bao lâu thì hai bạn mới gặp nhau và chính thức yêu nhau? Lúc đấy thì ảnh cũng có vấn đề trục trặc tình cảm. Thì em cũng có vấn đề về tình cảm bởi vì lúc đó em còn vẫn còn quen người một anh nữa. Hai chị em khuyên bảo như qua lại, em bảo ảnh là ảnh nên quên buồn, nên là đừng có buồn nữa. Còn anh thì ảnh cũng khuyên bảo em là để hai người gắn kết lại, kiểu như là gắn kết khuyên bảo mình gì đó, an ủi mình gì đó. Xong rồi khoảng thời gian là em đi về quê, xong rồi hai chị em mới hẹn gặp nhau. Là lúc đó là tình cảm nó cũng có một chút rồi, tại vì hai chị em nói chuyện rất là nhiều. Là có một đợt là ngày cá tháng 4, ngày cá tháng 4 là em với anh có giỡn với nhau là thôi thì chị em mình bất chấp yêu nhau đi. Xong rồi hai chị em cũng một ngày đảo các sân hô là anh em cũng một ngày cũng nói giỡn qua lại. Xong rồi hết cái ngày đấy là em kêu thôi hết cá tháng 4 rồi. Nhưng ổng không chịu. Còn anh này sao? Trong ngày cá tháng 4 thì lúc đấy em cũng vừa đùa vừa thật. Là cái em cũng nói vậy, cái là chị không chịu do là chị còn thương người cũ. Em cũng cứ lấy cây đà đấy thì em cứ tán luôn. Dạ em tán lần lần, nhưng mà sau đó thì về gặp em thì lại vỡ mộng. 7 năm em thay đổi quá nhiều. Dạ hồi xưa là em nhìn công tử, nhưng mà giờ khi đó là lúc đó là em vừa đang đi nghĩa vụ quân sự. Dạ về đen nhìn em bự lắm. Dạ ngày đầu tiên gặp mà em mang giúp Lào mà. Rồi quần sọt râu ria sồn sồn xuống gặp thay đổi. Em vỡ mộng luôn mà. Em gặp ổng em hậu âu luôn. Em gặp ổng là em bất ngờ luôn mà. Ổng vừa mập mà vừa đen mà râu ria tùm lum hết. Mang quần xà lỏ. Nói chung là hai thay đổi tỷ lệ nghịch với nhau. Dạ đúng rồi. Vậy thì em làm cách nào để mà em chinh phục được cái trái tim cô gái này? Dạ thì khi mà vợ em về là ngày gặp lần gặp đầu tiên á, là em cũng có ấn tượng với vợ em nhiều. Sau đấy là em không có tán vợ em trước đâu, em tán phía nhà vợ em trước. Dạ tiếp cận. Dạ đúng rồi, em đánh hậu phương trước mà, nên là em mới xuống. Là hồi đấy là ở quê thì chỉ còn ông bà nội, và em mới chở cô này về. Cái là em mới biết nhà. Ngày hôm sau cái em đi công tác về là cái em mới ghé vào nhà, nhưng mà vào nhà nội em thì trắc trở lắm. Dạ nhà nuôi một con ngỗng với hai con chó lặn, nên mà em vào là em phải tán trước ba em đấy trước đã. Dạ tán trước ba em sức giật. Em ngỗng nó rượt cắn người chân. Dạ đúng rồi. Chó. Dạ. Rồi sao tới chừng em thân với hai ba anh đấy là em vào là nó mừng. Em vào nó mừng rồi em cũng thăm nước yến ông nội. Khi mà em thăm nước yến ông nội xong là ông nội mới bất ngờ. Ông nội không biết em là ai hết. Ông nội mới gọi điện vào cho vợ em, mới kêu là ủa mày quen thằng nào ở ngoài này mà nó về đây nó thăm tao. Dạ vợ em mới kêu ủa thằng nào nó cứ cho thì cứ nhận. À, thì lúc đấy là bước đầu là em tán vợ em. Rồi đến bao lâu thì em mới với cô này mới đến được với nhau? Lúc đấy là em với người yêu cũ cũng đang lục đục á. Em nói anh người yêu cũ là cứ đi mà anh không chịu. Sau rồi em hỏi không cứ thì đi hỏi thì chừng nào 30 tuổi cứ cũng được đó. Mà trong lúc đấy ông này ông mới nhảy vô, ông kêu nó không cứ thì em cứ, nó không hỏi thì em hỏi. Nó không hỏi thì em hỏi. Mà ai ngờ ông này ông em ừ một phát là ông làm tấu tấp luôn. Ông gọi điện thoại vô rồi mẹ ảnh đi khám bệnh trong này nè, xong rồi mới nói chuyện với mẹ em. Này là ảnh đang trong thời gian nghĩa vụ quân sự á, nên mẹ nói là không, bây giờ nếu như hai con thương nhau á thì con về quê làm đi, mẹ sẽ gây dựng cái sự nghiệp cho con làm. Mình cũng dạ vậy thôi, chứ mình không nghĩ là mẹ anh nói có một. Nói ngày trước thì sao anh kêu em ơi mẹ kêu cây tới xây nhà xây quán cho em rồi. Em mình họ âu ra mình kêu rồi gì đâu mà nhanh dữ. Mình chỉ nghĩ mình nói vậy thôi, chứ còn tiến tới nó có rất là nhiều bước. Mới đầu là một cái không hề có dự định cưới, nhưng mà qua rất nhiều những cái sự cố sự việc xảy tới thế là cưới. Đó cưới là coi như đám hỏi rồi cưới luôn hay là đám hỏi xong rồi mới đám cưới? Dạ khi đó là em mới kêu thôi về làm lễ đám hỏi trước. Đám hỏi. Dạ do em cũng còn đang trong lính, xong là vợ em về đây ở được 2 năm cái là hai vợ chồng làm vợ kế hoạch. Con em được bao nhiêu tuổi rồi?
Dạ, bé em là bây giờ được 22 tháng. Vậy thì con em được bao lâu thì các em mới đám cưới? Dạ, con em được 7 tháng. 7 tháng rồi, lúc đêm tân hôn sao? Con nằm giữa, hai chồng nằm hai bên hả hay sao? Đêm tân hôn về là vợ em mới hỏi em một câu: anh, tối nay mình có tân hôn không anh? Em mới nói vợ em vậy. Thôi giờ em cứ lên cho công ty trước đi rồi tính tiếp. Dạ. Rồi bây giờ có vỡ mộng về nhau? Vỡ tè le luôn mắm. Vỡ tè le đâu? Ổng lụm thụm, ổng bừa bộn lắm. Sáng á, anh đi làm á, bắt đầu là anh cởi cái quần ra là anh làm cái tuột là anh để tại chỗ vậy. Bước cái chân ra thôi, giống như này tiên người tám bước ra vậy. Đi vô, em đi vô em thấy cái quần y cho cũ luôn á. Mười bữa như chục ai dọn dọn kệ. Lượm thùm, đúng không? Dạ. Rồi còn gì? Ảnh thì có cái là ảnh vô tâm lắm. Kiểu như vô tư mà nó ở một mức level thành vô tâm á. Ví dụ như là em buồn ngủ chuyện gì đấy. Đó, là em đêm là em nằm là em khéo. Đó, hoặc là cái tính cái tật của ổng là ổng ngủ không muốn ôm em. Kiểu là ổng ngủ một mình ổng không giờ vậy đó. Mà mình vợ chồng về là mình muốn ảnh là ảnh ôm mình giống kiểu phim Hàn Quốc vậy. Dạ. Nhưng ổng không có thích vậy. Ổng cứ quấn một cái mền xung quanh như một con kén vậy. Như cái thói quen của ảnh chị, em nói ảnh đậu đi mà ảnh không đậu được. Cái nhiều lúc em tức quá cái em cũng niệm khép. Ổng cũng ngủ dắt tới sáng vậy ạ. Sáng xong em dậy em cũng hờn, em kêu đợt này là em cho ổng xù luôn. Ủa nhưng mà chị hồi nhỏ này cũng quấn mền hoài vậy rồi lúc ấy là nó quấn luôn hả? Hay sao? Lúc đấy thì ổng thả mền rồi chứ. Đúng rồi, lúc ấy là phải thả chứ. Một tuần vậy thả mền mấy lần? Dạ cũng được. Được không? Có làm biếng không? Không. Làm biếng lắm đó. Dạ. Em quấn mền là biết làm biếng rồi mày không? Sao vậy? Dạ nhiều khi em cũng rõ về cái vấn đề đấy, có khi nó cũng hết xài được rồi sao? Ủa là sao? Cái gì hết xài? Em hỏi ổng, ổng cũng nói vậy á. Em kêu chứ quen cho lém cô vô xong rồi xài cho hết tôi hết xíu quách. Chỉ là làm biếng thôi đúng không? Dạ, dạ. Như lại cái kiểu như vậy, em về mình, cái khi mình về mình nằm mình chờ thì chị cứ đi làm ra cái gì đâu không? Tới chừng cái hết hứng em quấn kén là tới chừng chỉ lên chỉ quèo. Trời ơi. Không biết ý mà. Không biết ý, thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Bây giờ có nghĩa là bến đến bây giờ em mới hiểu đúng không? Em cũng tự hỏi là kêu hay là do mình sinh con mình mập mình xấu quá rồi nên chồng mình nó không quan tâm nữa. Xong rồi em cũng tìm hiểu, em cũng thay đổi mình. Em cũng mua váy ngủ sexy rồi vậy. Em mua một cái đầm 4.5 đúng sexy luôn á. Sexy. Mấy chị kiểu như trên mạng có tham gia hội, mấy chị cũng kêu mình phải giữ trong mình vậy. Ừ. Mình mua về mình tắm rửa sạch sẽ, mình mặc cái đầm sexy vô mình bước vô ông quấn kiến gì. Em hỏi anh em đẹp không? Cơm kêu thông. Em mặc bộ đồ đó là cho em nghỉ. Tức là ổng không chịu. Trời. Nhưng mà em là cái gu em thích làm sao? Em cứ kiến công cao tường cứ từ từ. Mà đụng vào em là em hay nhột. Mà bà này là cứ khoái rút vào nách. Kiểu vậy em không biết trong đấy nó có cái gì. Rất thích rút vào đấy. Mà nó nhột là em chịu không được. Cứ mỗi lần thế là em cứ cười. Mà em cười cả tiếng đồng hồ vậy là hết hứng. Rồi xong đi. Cái đó nó còn khủng khiếp hơn là uống kén. Dạ. Yeah. Thế còn bây giờ tật xấu của vợ em? Tật ngoài xấu. Cái chuyện mà lấy cái đầu chui vô cái nách đó. Được một cái là cũng hay quan tâm chồng, quan tâm mẹ, cũng nói chung là cũng chu đáo lắm. Nhưng mà khi sinh tới giờ là có cái tính hay quên. Và mà cứ mỗi lần quên là bác em đi tìm. Ví dụ tìm gì? Dạ ví dụ như để điện thoại ở đâu không biết. Là cứ biểu em đi tìm hoài vậy. Rồi vì bây giờ em mong muốn mà cô vợ mình thay đổi điều gì? Dạ em cũng muốn vợ em thì mình điềm tĩnh lại một tí xíu. Tính vợ em hay nóng nữa, mà mỗi lần nóng lên là nói cũng không có được giữ ý cho lắm. Nên là em chỉ muốn vợ em sửa về cái lời nóng tính nói. Dạ đúng rồi. Rồi con em. Dạ thì đối với em thì chồng em thế này là đủ. Tại vì là con người mà ai cũng có khuyết điểm và ưu điểm. Nhưng cái quan trọng nhất là em thấy chồng em thương em, chồng em hiểu em. Chỉ có điều là những cái râu ria bừa bộn hay là chơi game chơi đồ gì đó thì em có chấp nhận được. Bởi vì là chồng em là không rượu chè, không bia bọt, không gì hết. Chỉ có chơi game thì em chấp nhận. Có chơi anh game. Đừng có quấn kén nữa. Còn quấn không, không nên quấn kén nữa. Không, nói đi, nói cho biết đi. Em
em cũng mong anh là anh quan tâm em một chút, anh bớt con kén đi. Được không anh? Dạ chắc được. Nhưng mà em đơn giản lắm, em đừng có nằm em chờ. Hả, cái cơn em lên là nó bất kỳ ở chỗ nào kệ nó. Đó. Em cứ nắm đầu vô xử luôn. Nắm đầu vô vậy chứ. Nhiều cái ghét lắm chị. Em kêu thôi về ngủ em, dãy là biết ý rồi mà không chịu về. Khổ thế. Giờ giao ấm hiệu, hiểu không? Đó, bây giờ này em đang làm cái gì em làm không ngừng biết. Em thấy cái mắt của chồng em đỏ lên, nó nhìn chằm chằm. Em ơi. Là đúng chị thôi. Đúng không? Thôi giờ chúc tụi em hạnh phúc thôi. Dạ. Rồi. Ok rồi, xin chào. Chúc em hạnh phúc. Nhưng mà tao biết nó không phải trai, nó là 3D. Tại vì sao? Đàn ông gì đâu mà mặc cái quần bó, cái đít nguyên một cái như vậy. Trời, con ông này, con ông. Thì mẹ anh mới nói, ê, mày đi massage vậy hả? Sao nghe mùi thuốc bắc vậy? Cái em nghẹt mũi em đâu có nghe, nhưng mà vô mình chụp đầu liền luôn. Sao nghe mùi thuốc bắc vậy? Thì nó đâu có đâu. Rồi, em biết là nó xạo rồi. Thì mày nó có hai nguyên nhân. Thứ nhất là em tức bản thân em, là em nói dối nó quá phô đi. Mà có đặt đâu mà non nước. Dạ, yếu mình quá yếu đi. Thế là lúc đó có bia rượu nên không có biên kịch được. Không có biên kịch được. Nhưng mà nói giỡn vậy thôi, chứ cái nguyên nhân lớn nhất là rõ ràng mình thấy mình có lỗi. Đúng, tại vợ mình mới sanh mà mình ham chơi quá. Xin chào hai em. Mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em là Nguyệt Anh, là vợ của anh Nguyễn Sĩ Bình. Dạ, tôi biết. Dạ, em là Nguyễn Sĩ Bình, là chồng của Nguyệt Anh. Ôi, tôi cũng biết luôn. Rồi, bạn nữ là vợ, bạn nam là chồng. Đó. Sĩ Bình nay nhiêu tuổi, công việc? Em nay 29 tuổi, em cũng làm nhân viên văn phòng. Công việc của em vẫn là đi học. Em học tới hai trường đại học lận. Nhưng mà cái ngành của em đó là em học bên diễn viên. Hai em là quê quán là ở đâu? Em là sinh ra ở Sài Gòn. Em người Quảng Nam. Rồi hai em quen nhau như thế nào? Là hai tụi em là học chung hai cái trường đại học luôn. Trường đầu tiên là học đại học văn hóa. Rồi cái trường thứ hai là trường sân khấu điện ảnh, là vợ em học diễn viên. Còn em là em học đạo diễn sân khấu. À. Dạ. Dạ, thì cái trường đại học đầu tiên á, khi mà em học năm tư thì bà xã em mới vô năm nhất. Có nghĩa năm tư là em chuẩn bị tốt nghiệp á, em phải đi học lại một số môn, phải học lại chung với năm nhất. Cái nhìn đầu tiên là thực ra hai đứa là không ưa nhau. Tại vì là mới đầu là em vô thì em thấy chị này mới ở, bạn này ở quê mới lên, coi như là còn phèn á, gọi dụng từ là còn mặc, em còn nhớ mặc cái áo cam mà có cái bèo là nhìn nó phèn quá, phèn. Nó phèn mà mang mặc cái quần tây đen, mang đôi dép nữa. Nó còn phèn. Nhưng mà cái mặt thì rất là dễ thương. Thì lúc ngồi kế nhau thì bà xã bả mới là trong lớp mới làm cái sơ yếu lý lịch đó anh, tại năm nhất mà. Thì có một cái người bạn ghi trong cái nghề nghiệp của gia đình á là kinh doanh. Thì bà này bả quay xuống bả nói: "Nhà bán tập quá thì nó đại bán tập quá đi, mà đặt ghi kinh doanh." Em nhìn nó, cái này là thuộc tiếp phụ nữ đẹp mà vô duyên nè. Nên là em bị một cái ấn tượng là không tốt. Thì em cũng không có gì ấn tượng với anh hết. Nói chung là một cái người mờ nhạt trong mắt em. Vì dưới quê dù phèn nhưng mà mới vô năm nhất nhưng mà rất nhiều anh để ý. Phèn nhưng mà chị cũng có giá của phèn. Dạ. Nhưng mà tình cờ là ảnh có một người em ha. À, có nghĩa là một cái người bạn thân của em lại quen với một cái người bạn gái chung phòng nữ, ở chung 4-5 người nữ vậy đó. Nó rất là nhiệt tình, nó sáp vô làm mai làm mối. Thì sau này mới biết ra là tại vì nó nói, em nói thiệt với anh, cái em qua bển em chơi với 5 bà nữ em thấy không có gì chơi hết. Năm giờ em phải kéo anh vô, để lỡ này mà ráp cả cái có gì em với anh qua phòng trọ chơi chung có bạn vui. Em nói thôi mày muốn gì mày làm gì làm. Thì nó rất là nhiệt tình. Thì em nhớ cái đợt đó là một cái anh ảnh học đại học văn hóa và ảnh cũng học trường sân khấu điện ảnh, thì ảnh mới đem cái vở tốt nghiệp của ảnh về đại học văn hóa để anh làm vở tốt nghiệp. Nguyên trường đi xem, em cũng đi xem, rồi bạn này cũng đi xem. Thì thằng đó nó lanh chanh, nó tạo điều kiện sao cho em với bạn này ngồi kế nhau. Vô ngồi kế thì cũng gặp gật đầu chào, thì chỉ chơi liền, chỉ bỏ đôi dép ra, chỉ gác cái chân lên đây chỉ ngồi. Nhưng mà trước khi đi á, là cũng nói là cái anh mà em của anh này mới nói là: "Ê, trong mày có cái thằng này để ý nha, dân Sài Gòn nha." Nói ra anh này là tên Sĩ Bình như vậy. Thì những cái người trong phòng trọ em là không thích. Lý do? Lý do là mấy người đó là biết anh này, mấy chị nói là mày đừng có yêu nha. Thứ nhất nó là trai Sài Gòn, nhưng mà tao biết nó không phải trai, nó là 3D. Tại vì sao? Đàn ông gì đâu mà mặc cái quần bó, cái đít nguyên một trạc như vậy. Cái mông, cái mông. Cái mông một trạc như vậy. Thời đó nó có cái mốt ống ôm. Rồi lại mặc áo cặp với lại một thằng bạn mà là hai thằng đó chơi 3D với nhau. Cái đó là phải hỏi à? Đó. Không phải anh, tại vì cái thời sinh viên á thì ở chung phòng trọ, thì anh biết đi vô siêu thị là hay mua mấy cái áo trắng mà
áo trắng nó bán năm cái bao nhiêu tiền, nó mua một lóc vậy đó, cứ phát thằng cái. Mấy cái chị trong phòng là rất là ghét ảnh, nên là mày tránh xa ra. Trong phòng đó cũng những trường hợp khó đỡ. Một người đi tu, tại đi học nhưng mà đi tu, rồi một người thì có nghĩa là chạy theo đuổi tình yêu thôi chứ cũng không ai đáp trả. Làm gì có thù với đàn ông á, em nghĩ. Rồi, tất cả mọi người nói với em như vậy, người ta cản em như vậy thì tại sao? Thì em vẫn không để ý tới. Thì đơn giản là nếu như em đã để ý tới thì em sẽ mặc cái bộ đồ cũng lịch sự hơn khi em đi coi kịch. Tại vì em cũng không quan tâm. Em mới mặc cái đồ như anh diễn tả là mang đôi dép gác chân lên rồi ghế. Rồi gác chân lên ghế. Là sau đó là em vừa thấy gác chân ghế là chưa nói chuyện nhau gì hết. Tự nhiên mình rất là bực mình. Em đi ra sao em ngồi liền, coi như là không nói chuyện, coi như là em thấy đang ngồi với em chơi với nhau không được rồi đó. Về đây biết sao luôn. Vậy chạy đâu á. Dạ, thì cái thằng đó tối em về nó lại chạy tới. Anh Bình Bình, em xin được cái số điện thoại này nè. Không, em cũng nhận. Em cũng nhận tại vì trong đầu em á thì em lúc đó em lại nghĩ là tại sao người ta cho mình số điện thoại. Chắc bà này bà cũng thích mình. Một cái mình lúc đó em đang tức là bà cũng dễ thương vậy, nhưng tại sao bà vô duyên quá. Thôi mình cho bà thêm một cơ hội nữa. Là tối em đó coi kịch về là em lấy số điện thoại em gọi liền. Thì khi em gọi em nghe cái giọng thì em lại bị mâu thuẫn nữa, là em nói cái giọng rất là dễ thương. Cái giọng miền Trung nghe trẻo trẻo cũng dễ thương. Rồi cái từ đó bắt đầu là mến mến nhau đó. Mến mến nhau. Là hai người này yêu bằng lỗ tai. Cần là nghe tiếng chứ không cần thấy hình. Ừ, không cần thấy hình. Lúc đó là bà này bà cũng không có yêu em. Sau này mới nói là em thấy em cũng tổn thương. Có nghĩa là thôi mình quen trai Sài Gòn tại vì chở đi ăn, chở đi coi kịch sướng quá trời. Tất cả là vì miếng ăn thôi chứ. Lúc đó là em không có thực sự là yêu thiệt lòng. Mẹ em hay dặn á là vô trong đó là trai Sài Gòn rất là ghê. Nên là yêu ai thì giống như là nửa trái tim thôi. Đừng có lấy hết rồi để nó có phủi mình là mình còn xách đít mình chạy được chứ. Rồi sau này em lúc mà yêu em lúc có đưa yêu. Anh ra gặp mẹ không? Tại vì em không xác định là cưới anh này mà. Nên em sẽ không có chủ định là anh ơi năm tới hay tháng mấy đó là sẽ dắt về. Nhưng mà lại có một cái tréo ngoe đó là ba em mất. Thì ngay lúc đó thì em cũng chỉ đơn giản là lúc đó em nghĩ tới ảnh xong em mới gọi lên là anh ơi ba em mất rồi. Em thì cũng nghĩ là chỉ báo cho ảnh cho ảnh biết như vậy thôi. Thì sáng hôm sau đùng một cái anh xuất hiện trước nhà em luôn. Lần đầu tiên là một thân một mình em đi máy bay. Đi máy bay. Đi tới một nơi mà em không hề biết. Nên là khi em tới cái là em bước vô cái nhà là nói thật là bị em mới nói là em nhìn thấy nó giống như em đi nước ngoài á, em vô rồi em nghe cái tiếng những người đó nói với nhau là em cũng hiểu đi luôn. Ở nước ngoài luôn. Thì tự nhiên em vô em thấy một cái cảnh đám tang đó thì em thấy em rất là xúc động, thấy tội cho bạn gái mình quá đi. Em đứng chậm nước mắt khóc. Thì em thấy nguyên khu đó nhìn khóc em. Như mưa luôn. Như mưa luôn. Có nghĩa là em là rất là mau nước mắt. Thì ở dưới người ta không tập trung vô cái lễ tang nữa, ta tập trung vô em. Ta đứng ta nhìn ta nói họ đoán là em là con riêng gì của ông này nè. Trời ơi. Trời ơi. Không, anh nghĩ là em không có khóc. Em không có khóc bình thường đâu. Em không có khóc đơn giản mà chậm chậm thôi. Anh nghĩ chứ em khóc vừa không, vừa loa. Em khóc là em khóc sự thật. Chứ mà em khóc cái kiểu mà gào thét đúng không? Nhưng mà anh mà em khóc là em khóc rất tế nhị. Tại vì khóc mình cũng sợ người ta thấy. Trời khóc tế nhị như đó. Đó thì mọi người mới chỉ chỏ là trời thằng này là trường hợp ở đâu tới đồ vậy vậy. Thì sau này mới nói rõ ra, mình cũng giới thiệu là biết là bạn mà em ở dưới đó cũng một tuần lễ là em cũng bị bất đồng ngôn ngữ dữ lắm. Có một cái bà mợ hả, kêu là bà mợ. Bà gặp bà nói con đi má bo về hả. Nói vậy, dạ không con xuống đây có mình nè. Thì biết rào nhưng mà con đi má bo về phải không? Không, con đi có một mình không à, ba má con không có đi theo. Hai bên cứ xà quần đâu có tức quá phải kêu thông dịch viên ra. Bà này bà ra nói không, ý nói là anh đi bằng máy bay về hả? Nó trời ơi. Bây giờ mỗi lần về có bất đồng ngôn ngữ nữa không? Dạ không, em nói giờ, luôn em nói được rồi. Nói được luôn hả? Dạ. Em với ông xã em cưới nhau lâu chưa? Em cưới khoảng được 2 năm rưỡi à. Tụi em yêu nhau bao lâu thì cưới? Yêu nhau 5 lâu, 5 năm. 5 năm. Dạ. Cũng lâu chứ, tìm hiểu lâu chứ bộ. Rồi thôi luôn tiện thì kể luôn tính xấu của ảnh đi. Dạ có. Vì ảnh con nhà là con trai một nên là cũng được ba mẹ rất là cưng chiều ảnh. Nên là ảnh rất là thích
chơi bời tụ tập với bạn bè rồi như vậy. Em phải nói bớt lại. Đây tưởng anh chắc nhậu nhẹt. Nhưng mà anh không có phải là nhậu nhẹt. Đúng rồi, anh không có phải có là nhậu nhẹt không? Nói này là anh Quốc Thuận anh đồng cảm nè. Có những cái em phải nhậu em mới hiểu nó ngặt nghèo lắm. Ngồi nhậu thì nó thôi 10 giờ anh về đi. Mà lúc đó vợ gọi là 9 giờ thì câu chuyện mình thấy tới 10 giờ anh cũng hạ màn được rồi. Tính 10 giờ về cái tự nhiên 10 giờ cái đẻ ra một cái đề tài mới mình tức quá, anh thấy đề tài đó nó hay quá. Ngồi phải tham gia. Mình tham gia cái tới 11 giờ thì vợ nói là anh không bao giờ anh đúng giờ hết. Thật ra là cũng không có uống gì thêm hết. Nhưng mà có một cái đợt mà đi không phải tới 1 giờ như anh nói mà phải là tới 4 giờ sáng. 3 giờ. Hỏi hai chồng em có phải trả giá giờ giấc hoài vậy? Em nghĩ là cỡ 3:30 chứ không phải là giờ đó. Bây giờ mấy cũng được mà anh đi đâu. Thì đó, ảnh mới đi về em mới hỏi là anh đi đâu. Ảnh mới nói là thì đi nhậu với anh ABCD là những người đó em biết luôn. Nhưng mà xui với ảnh là em có gọi những người đó. Và em cũng biết là đúng có đi nhậu nhưng mà đã dừng với người đó lúc 12 giờ rồi. Trời là đó. Và bây giờ từ 12 giờ tới 3 tiếng đi đâu? Dạ. Em á hồi nhỏ em rất là nói xạo. Nên bây giờ ai nói xạo em nghe mùi là biết liền. Mùi tanh tanh là mùi tanh. Thì anh mới nói là anh đi về nhưng mà anh mắc toilet quá. Xong anh mới chạy em đi tìm cái family mắc. Em mới nói bị điên hả? Mắc toilet thì mình chạy về nhà mình sẽ nhanh hơn anh chạy vòng vòng để tìm cái family mắc, đúng không? Từ quận nhất chạy qua hầm Thủ Thiêm mà tới Trần Não là tới nhà rồi. Cái này chạy vòng vòng, nó chạy vòng vòng đi tìm không có cái family mắc nào hết để mà đi vô nha, rồi cuối cùng phải tìm được cái family mắc. Cái sau em mới nói là chắc chưa. Nhưng mà xui cho ảnh á là trước khi đi vô cửa hôm đó là em bị bệnh thì mẹ anh mới nói ê mày đi massage vậy hả, sao nghe mùi thuốc bắc vậy? Cái em nghẹt mũi em đâu có nghe, nhưng mà mình vô mình chụp đầu liền luôn. Sao nghe mùi thuốc bắc vậy? Thì đâu có đâu. Rồi em biết là nói xạo rồi. Thì khi đó em có rất là giận vì em đã cho cơ hội nói 3 lần vẫn không nói thiệt. Và em cầm cái remote, em nhớ em quăng rất mạnh, hình như là hư cái remote luôn. Em mới nói là anh cẩn thận, coi chừng sẽ mất vợ và mất con. Và em đi ngủ em không nói gì nữa. Thì hôm đó thì lại có mẹ em vô nữa. Sáng ngày dậy mẹ mới gọi em dậy. Ê, nó khóc. Tao thấy cái dài nó nhúng nhúng vậy, nó xoay vô tường nó nhúng nhúng như vậy là tao biết nó khóc rồi. Thế em cũng không quan tâm vì em nghĩ lúc đó em rất là giận rồi. Thì ảnh cho anh cũng biết được nên ảnh vô ảnh mặc cái áo rất là lịch sự. Ảnh mới nói là xin phép em cho anh nói chuyện với em chút. Thì bắt đầu ra là ảnh mới nói thiệt là ảnh đi massage. Trước khi mà em ra nói chuyện với ảnh thì em cũng đã xác định là nếu như bây giờ mà mình sẽ cương quyết mình hỏi đi đâu và massage như thế nào, mình hỏi cặn kẽ chi tiết massage ở đâu và có lành mạnh hay không nào, lành rồi. Nhưng mà em nghĩ nếu như bây giờ mà hỏi chi tiết vô thì vợ chồng sau này có hàng gắn thì cứ nghĩ tới cái chuyện đó thì mình lại khó. Em mới nói là thôi bây giờ không nói đề tài này nữa, từ bây giờ trở đi thì anh làm sao anh làm, không đề cập tới cái chuyện này nữa. Tha lỗi. Và sau đợt đó là em đi massage, không bao giờ em vô cái phòng thuốc bắc nữa. Không, thật ra là nói giỡn vậy thôi chứ đúng là đêm hôm đó là mình thấy mình cả đêm em không ngủ, em khóc. Thì mình nó có hai nguyên nhân. Thứ nhất là em tức bản thân em, là em nói dối nó quá phô đi. yếu, mình quá yếu đi. Tức là lúc đó có bia rượu nên không có biên kịch được. Không có biên kịch được. Nhưng mà nói giỡn vậy thôi chứ cái nguyên nhân lớn nhất là rõ ràng mình thấy mình có lỗi. Đúng. Tại vì vợ mình mới sanh mà mình ham chơi quá. Thì tại vì thực ra từ đó giờ chỉ có cái chuyện đó là cái chuyện lớn nhất em bị bắt thôi. Còn một số chuyện chưa bắt thì không? Là chưa. Dạ, còn một số chuyện em khéo léo em lòn qua được. Nên là mình thấy mình rất có lỗi mà chưa bao giờ em thấy em mất cái đàn ông tính như vậy luôn. Đàn ông tính á. Dạ. Em khóc cả đêm, sáng dậy em gặp vợ em xin lỗi mà em vẫn còn khóc. Là đó có nghĩa là đó là lần duy nhất luôn. Rồi, bây giờ mong muốn Bình thay đổi điều gì? Em mong muốn ảnh là chơi với con nhiều hơn. Vì ảnh không bao giờ ảnh chơi với con quá 5 phút. Và ngay cả con nó cũng không mến ảnh nữa. Có như có một lần chí là ảnh nằm đó là nó cũng khóc thét luôn. Mình phải chơi với nó nhiều. Dạ, ảnh chơi với nó mà ảnh cứ ngồi bấm cái game vậy. Rồi nó cứ đi lủi thủi nó chơi một mình với nó. Chơi với con nhiều hơn chút. Dạ. Đúng không anh? Dạ, với lại ví dụ như em biết công việc ảnh rất là áp lực. Mà anh đừng có gì đổi lên đầu em. Em ghi chú là không có đánh đập, không có sỉ vả, không có hạ nhục, có nghĩa là em về mặt mày hơi nặng nề thôi chứ không phải là ảnh rất là đàng hoàng. Tức là mình biết cái tính đó của ảnh vì cũng đã quen nhau năm sáu năm rồi, mình cũng đã hiểu cái đó rồi và mình chấp nhận mình mới cưới ảnh. Nhưng mà nhiều khi thì em ở nhà em vẫn có bị áp lực, có giữ con rồi nhiều thứ cũng áp lực chứ không phải như hồi xưa không. Mà bây giờ ảnh về rồi ảnh cứ cau có như vậy thì em cũng cảm thấy em buồn. Vậy thôi.
Hòa Bình, mong muốn bà xã thay đổi điều gì? Về vị trí của một người vợ á, dạ em tính tình ok hết, công dung ngôn hạnh là tề gia nội trợ ok hết. Nhưng bị cái là quá thương con. Vợ em mà chỉ cần con mà nó kêu là gì? Nhà giàu đứt tay mà ăn mài đổ ruột á. Con nó ốm đau thì nít mà. Bệnh cái thôi là bà bắt đầu bà chắc lưỡi đi ra đi vô, mắt nhìn xa xăm. Không biết bây giờ tôi phải làm sao đây để tôi cứu con tôi, thí dụ chẳng hạn. Nếu không khi nó bệnh, cái chuyện nó bệnh bình thường đâu có gì đâu. Thì nếu như cái kiểu này lặn nhỏ này mấy mốt, tại vì em thấy tính nó bây giờ là rất giống em. Không được cái gì là bật ngửa đập tạch vậy đó. Mà nó con gái á, là nó có thể làm bất chấp mọi thứ để đạt được mục đích. Nên là em rất sợ là sau này với cái tính đó và với cái sự nuông chiều này thì rất là dễ hư. Đó là cái em góp ý vậy. Hiểu anh ấy chưa? Không, nhưng mà cái ca này á là nó phải dày nè. Có những mẫu người phụ nữ mà con nó chỉ cần bị một chút xíu con mũi cắn thôi là trời ơi muốn giết cả cái dòng họ mũi, kiếm nó đâu, giết nó cho rồi đi, không thể để cho nó sống được. Mà kiểu đó là cái mẫu người phụ nữ đó. Thành ra em không, tức là em không thể mong muốn bạn chồng của em giống như là bạn Thuật được. Và ngược lại, em cũng không thể mong vợ của em có thể bớt quan tâm tới con được. Tuy nhiên đó là luật bù trừ trong gia đình em. Đứa con em á, nó thiếu ở bố cái gì thì mẹ nó bù đắp như thế hết. Trong gia đình chị y chang và anh Tuấn Anh y vậy luôn. Ngay cả cái chuyện mà chồng em đi massage, ông xã chị cũng ghiền massage dữ lắm. Không thiệt, ghiền dữ lắm. Đó là một cái nhu cầu không thể thiếu được, thuần túy thôi. Nó không phải là cái sự đụng chạm xác thịt, mà nó là một cái gì đó mà về sức khỏe, về đầu óc, về tức là họ áp lực, họ thế này nọ kia, thì cái nhu cầu đó của họ để họ xả, để họ tiếp nhận với năng lực. Thì khi mà mình hóa giải được điều đó, mình không hề cảm thấy khó chịu, bực bội. Sau này chị còn khuyên ổng phải đi massage nhiều một chút nữa, cho ổng bớt khùng á. Tính tình mà hay bị nóng tính á, là đó, không xả ra là không. Nguyên nhân anh hay nóng tính. Có đó thiệt. Tự biết hướng và xả cái stress đó bằng cách nào để đừng có lỗi vợ, tại vì chồng rất là yêu vợ. Nhìn là biết. Đúng yêu không? Quá yêu rồi. Dạ. Yêu vợ. Như vậy hiểu nhau hơn chưa? Được không? Ok không? Ok rồi. Không? À, rồi. Ok rồi. Vậy là có... sau vụ này, sau đợt này là em được đi massage thoải mái. Không, không biết là nghe cái chuyện đó tối nay. Cái chuyện đó là chuyện giữa hai người đó. Em để ý lâu lắm rồi, mà vợ em cũng thích em nữa. Mà không hai đứa ngồi kế nhau vậy đó, đứa trước đứa sau mà không đứa nào dám nói câu nào hết trơn à. Em nói thiệt, tin nhắn của anh nhắn với người đó rất là nhiều. Đọc vô tới đâu mà nước mắt mình chảy tới đó luôn. Y như là anh cầm dao đâm thẳng vào tim mình luôn. Chào cặp vợ chồng rất rẻ, mời hai em giới thiệu về mình. Dạ em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận, em chào quý vị khán giả. Em tên Bùi Minh Hải, em đến từ Tây Ninh. Dạ hiện em đang công tác tại công ty Hùng Di Tây Ninh. Em làm bên thợ điện. Chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và toàn thể quý vị khán giả ở đây. Em tên là Võ Thị Trang, em nay 29 tuổi, nghề nghiệp của em là nội trợ. Rồi mối tình hai người chớm nở như thế nào? Vợ chồng em quen nhau là năm lớp 12. Em vô là em ngồi cái bàn đầu tiên. Ảnh vô anh thấy cái anh ngồi bàn sau. Vô tình cái đợt đó đó đang ngồi chơi thì kia nói chuyện cái chọc ghẹo. Cái em mới lấy cái cây thước á, em gõ lên cái tay ảnh, cày chảy máu. Cái ảnh ập mặt xuống ảnh khóc. Trời ơi. Tôi cũng mạnh mẽ quá vậy. Khóc là đúng rồi, chảy máu chứ bộ giỡn sao. Mà lúc đó lớp 12 hả? Dạ lúc đó. Mong manh mà. Lúc đó nghĩ trời ơi quánh có cây thước thôi mà chảy máu mà khóc nữa. Nói sao mà kỳ cục vậy trời. Cái quay xuống nói bụ đau lắm mà khóc. Cái lúc đó ảnh mới trả lời là không phải là đau, mà là vì ảnh đang tưởng tượng là ba ảnh đang bệnh nằm ở nhà, bệnh ung thư giai đoạn cuối luôn. Cái anh buồn anh khóc. Là lúc đó là mình nghe cái mình thấy mình có cái tình cảm, như là lúc đó mình bắt đầu kiểu như có một cái gì đó với chồng mình luôn rồi đó. Em để ý lâu lắm rồi, mà vợ em cũng thích em nữa. Mà không hai đứa ngồi kế nhau vậy đó, đứa trước đứa sau mà không đứa nào dám nói câu nào hết trơn à. Cái bữa đó là vợ em đem nguyên một bọc trái cây quá chừng bự vô luôn. Cái ngồi nè, vợ trên bàn trên là quay xuống, tụi em dưới ngồi chụm hai bàn chụm lại. Cái em ngồi trong bụng nói đối diện vậy nè, giờ mình có cơ hội rồi, giờ mình cũng làm cái gì đó để mình gọi là mình thích người ta. Cái em lấy cái chân em dẫm lên chân vợ em cái. Thì nếu mà không được thì mình nói mình giỡn thôi. Cái em không ngờ luôn, vợ em lấy chân kia dẫm lên chân em luôn. Rồi em cũng bạo gan lắm, lấy chân còn lại của em dẫm lên luôn. Trời ơi, là bốn chân chồng lên nhau đó. Dạ, cái em nói, trời ơi,
Rồi, bật đèn xanh dính rồi. Vợ em bật đèn xanh rồi. Rồi, các em là yêu nhau bao lâu vậy ta? Tới 6 năm mấy rồi. Rồi trong 6 năm đó là chắc chắn là sẽ có rất rất nhiều những kỷ niệm. Dạ đúng rồi. Có một lần á, em vô nhà bà xã em thiệt em kể mà em mắc cỡ lắm á. Thôi bên này kể đi, sao đâu. Kể đi đâu để cho nó kể tại đi. Tại vì em biết đâu cái bữa đó là vô là nguyên gia đình vợ em đang ngồi coi tivi bên trong luôn. Em với vợ em ra trước ngồi ghế đá ngồi tâm sự. Cái em ơi anh giờ anh mắc quá. Anh mắc đánh chồng. À. Cái đang ngồi nói nè, đang ém luôn. Cái bà xã em ngồi nói gì em cũng không nhớ nữa. Mà em làm cái thủng. Trời ơi, quảng hồn luôn, nhìn vô nhà mọi người tỉnh bơ, coi tivi, không biết gì hết luôn. Mà mặt ảnh y như con gà nâu vậy đó. Đỏ quá hả? Mắc cỡ quá luôn vậy, từ lúc rất đó. Rất là lớn luôn. Con đánh bom cảm tử tại nhà luôn. Dạ. Rồi trong lúc hai đứa yêu nhau vậy đó, rồi có lúc nào mà giận hờn chia tay chia chân được không? Có chị, nhiều lần lắm mà do thường ai? Thường 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 là do tác động bên ngoài. Tuy người ta nói Trang quen Hải, thằng nhìn y như BD vậy, cũng quen nữa. Hồi xưa em trắng như gái vậy chị, em trắng dữ lắm, trắng hơn vợ em nữa. Cái quen em cái trong lớp hay nói trời trưởng quen ai cũng quen, thằng y như BD vậy cũng quen nữa. Rồi ở nhà bên vợ cũng nói luôn, nói mày thấy không, nó đi kìa, lúc đó đợt đi núi nhìn Bà chơi á chị, cái đi cái tướng cái chị đi á sao vợ em nói mày nhìn coi tướng đi kìa y như BD vậy đó, vậy là cũng quen nữa. Không đứng lên đi, không đứng đi thử coi đi BD không tôi nghĩ sao mà đi anh để em thuận đi coi ai BD với tôi nè. Nó có gì đâu hả, đi thời trang luôn, cách quớt luôn cho chị thuận, đi xuống thảm đỏ thuận đi đây nè, coi nè, coi con nào BD hơn nè, áo xanh BD hơn đó, thấy chưa? Rõ ràng đi với tôi là thấy là bên này nam tính rất nam tính hơn tôi nữa. Bây giờ hai đứa lấy nhau được mấy năm rồi? Dạ hơn 5 năm rồi. Hơn 5 năm. Rồi lúc mà mới lấy nhau vậy á là ở nhà ai? Dạ. Ở bên nhà vợ hay bên nhà chồng? Cái lúc mà cưới á là ở bên nhà ảnh lục đục đủ thứ lắm. Cái ảnh buồn dữ lắm, cái ảnh đi vô nhà ảnh khóc, ảnh nói vậy rồi giờ sao em? Cái mới nói thì giờ bên nhà em cũng có cái kho. Thôi thì thôi giờ để em nói với ba mẹ anh tiếng mình sửa lại rồi mình ở. Cái anh nói ừ thì vậy đi chứ mà anh thấy rồi em về em ở với mẹ anh chắc cũng không có được. Rồi cái tự anh bung tiền ra anh sửa sang này kia mọi thứ là hết luôn. Ảnh về em nói thiệt hả, mọi thứ các cái ở nhà hả đều một tay anh làm hết chứ anh không có mướn ta luôn á. Tại vì chắc có lẽ là Hải không có tật xấu gì đâu đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ lúc đó là không có nhưng mà sau ngày cưới mới có. À sau ngày cưới. Lúc đó mình tin tưởng bao nhiêu là bây giờ là mình đổ vỡ bấy nhiêu. Đổ vỡ luôn. Vậy hả? Rồi thôi chết rồi. Hồi mới cưới về vợ chồng cực khổ lắm, là đi cạo mũ cao su cho ba. Tại vì có công ăn việc làm, có bằng cấp làng hoàng luôn. Vậy em mới nói thôi xin việc làm đi. Anh mới nói thôi để người ta cạo hư hết, thôi để vợ chồng mình đi cạo đi. Trời. Bắt đầu ấy là cấn bầu bé đầu tiên á, là lúc đó em ốm nghén luôn. Đi cạo đâu có nổi đâu. Toàn bộ là ảnh chàng không à. Riết rồi cái đợt đó, năm đó cái ảnh nhận thêm giường á, là lúc đó là mới cắn bầu em bé đó, là cái nhận thêm cái bắt đầu đêm nào cũng thức hết á. Cái chị không nổi tại vì không có ăn được mà ói rồi y như là người mình nó nuổn luôn vậy đó. Cái ảnh cạo ảnh chàng riết cái ảnh tức quá. Còn đâu cỡ chừng vài trăm cây á. Cái anh ghé anh bỏ cho mình đi. Anh cho cạo mình luôn. Là sao? Lý do gì mà đi vậy trời? Tại lúc đó mệt quá chị, trong người nó ra cái nó quạo nhưng mà em đi vô giường của nhà xong rồi chút xíu em vẫn quay ra, em quay ra rồi em năn nỉ vợ lại. Cái xong cái em nói thôi giờ em không có làm nữa. Cái anh nói ừ vậy thôi, nếu mà giờ ấy thì thôi giờ đi mướn người, đi kiếm người khác đi, đặng trả giường cho ta dơ, ta kiếm người khác. Khi mà nghỉ cạo á chị, rồi vợ chồng em ở nhà, em chưa có công việc ổn định, rồi sanh bé đầu tiên ra thì em lo hết luôn. Khi mà ra tháng khoảng 6-7 tháng thì em mới đi vô công ty em làm. Lúc đó thì thu nhập hai vợ chồng em cũng không đủ nữa. Rồi về nhiều khi á là năm em cũng không có chi phí để mà lo đủ cho gia đình. Có bầu bé thứ hai ha, là lúc đó là ảnh, cái chỗ mà ảnh làm á là đã xong rồi. Ảnh mới đi ra ngoài cũng của công ty luôn, ra cái khách sạn 4 sao á, là cái công ty nó thuê đặng làm ngoài đó đó. Thời gian của ảnh lúc đó là nhiều lắm. Ảnh không có lo lắng gì cho vợ con luôn. Y như là ảnh bỏ phế vậy. Chỉ tới tháng tới về là ừ đưa cặp tiền dục đó đó. Rồi vậy là rồi á. Cái bữa đó anh điện anh nói anh có bạn mời ăn tân gia, thôi anh đi về trễ nhất ngang. Cái anh đi xong lúc đó về 9 giờ. Cái anh nói thôi bữa nay anh xỉn quá anh đi ngủ nha em. Em nói ừ thì anh đi ngủ đi. Mà anh tắm rửa xong lên anh không ngủ, anh nằm anh lấy cái điện thoại anh bấm.
ảnh thấy mình lên cái là ảnh bấm cái gì đó, y như là ảnh thoát ra khỏi cái đó vậy đó, ảnh không cho mình thấy. Cái sau mình nó tự nhiên ngay lúc đó mình có cái cảm giác trong lòng mình rất là khó chịu, y như là bất an, y như là có một cái chuyện gì đó ảnh giấu giếm mình, ảnh không bao giờ cho mình biết. Xong cái để im coi, cái ảnh đi lại ảnh sạc cái điện thoại, nằm đến chút xíu cái đi lại bóc cái điện thoại của ảnh lên, thì em nói thiệt tin nhắn của ảnh nhắn với người đó rất là nhiều, đọc vô tới đâu mà nước mắt mình chảy tới đó luôn. Y như là ảnh cầm dao đâm thẳng vào tim mình luôn. Ủa vậy lúc đó là cái người đó là gì của em vậy? Dạ không chị, tại cái bé đó là làm trong công ty em á, nó rất là chảnh chẹ đồ, thấy ghét lắm. Rồi nên em mới nói trong bụng là cua cho bỏ ghét. Trời ơi, em cũng vô tình luôn, em tắt cái màn hình em đi sạc mà em không có thoát cái đó ra, cái cuộc trò chuyện em không có thoát. Vợ em đọc được hết trơn luôn. Chỉ quen nhỏ đó mới có 2 tháng mấy thôi mà hả, nó viết đủ thứ trong đó luôn. Rồi từng lời từng chữ nhiều lúc vợ con mình nhà chưa quan tâm được đến nỗi vậy luôn. Ngày quen là ngày nhiêu? Ngày 20 tháng 10 luôn. Em ơi, ngày phụ nữ gì đó phải không? Dạ, vợ không hề có một chút động thái nào luôn. Không hề nói chúc em ngày phụ nữ hay này kia, mà lại đi chúc nhỏ đó. Rồi hả, cái ngày mà anh lên chức cái trưởng phòng á, anh nhắn với con nhỏ đó là em là người đầu tiên anh chúc mừng. Anh báo cho em biết trước đó, là em là vợ mà em còn chưa biết trước nhỏ đó. Không, tại vì á là nói chung là bà xã em không hiểu em cũng giải thích rất nhiều rồi. Em nói là em không có thương, em chỉ ghẹo cho bỏ ghét thôi. Là khi em nói anh á, nếu như mà xác định là nếu mà em có thương rồi á thì làm chung công ty không thể nào mà không điện thoại qua, không nhắn tin lại. Khoảng 2 tháng sau là bé đó nghỉ công ty, không làm công ty nữa. Nhưng mà vợ em vẫn không tha thứ cho em, tại vì em nói là nếu như mà còn thương thì anh cũng phải lén lút ở ngoài anh quen à. Còn cái này là vợ em phát hiện ra rồi là em không nhắn tin, em không kết bạn, em xóa toàn bộ cái trong máy em, bất kỳ gì cái người đó là em xóa hết, em không lưu giữ một cái gì hết. Thậm chí cái người đó kết bạn cũng nói em kết bạn lại nè, giờ anh không kết bạn, em xóa luôn, em quỷ luôn. Nên mà sau này vợ em vẫn không tin, viết đơn. Tự em đi làm đơn, em nộp luôn. Mẹ anh cũng khuyên nói thì thôi lỡ rồi, cái chuyện gì giờ cũng ấy, giờ nó biết lỗi rồi thì thôi bỏ qua cho nó lần này đi. Rồi cái mẹ nhà cũng khuyên này kia, cái thôi rút đơn lại. Nhưng mà mấy ngày sau cũng cãi nhau kịch liệt lắm, hai đứa đi ra tòa ký tên. Ủa ghen, vợ em ghen dữ lắm luôn á chị, ghen đến nỗi mà sáng sớm á em đi ăn sáng, cái em gặp con bé đó là ở cùng sớm luôn. Thì mình người ta ngồi ăn trước á, cái em vô ngồi ăn sau. Thì mình trai mình lịch sự, mình trả tiền cho người ta. Cái vợ em cũng sao không biết, em ngồi quay lại cái chỗ người ta bán cơm, quay lưng lại em không thấy vợ em lâu đó mua cơm luôn. Thấy vậy cái chiều về sáng sớm đi làm, vợ chồng cười vui vẻ, chiều về cái hầm mặt này nè. Hỏi ủa gì vậy em, sao rồi, cái gì thì nói với vợ chồng. Anh một dạ hai lòng, anh tự làm gì anh biết. Cái em mới ngồi em suy nghĩ nó, ủa em mình làm gì mà một dạ hai lòng ta, là mình đâu có liên hệ gì với cái người nữa đâu. Ngồi suy nghĩ nát óc luôn. Thì trong cái buổi sáng đó thì em có thấy vợ phớt qua, là lúc vợ mua đồ ăn xong về chị phớt qua, thì em cũng đứng lên em nhìn mà không kịp thì thấy giống lắm. Cái ngồi suy nghĩ nó, bộ hồi sáng em thấy anh ngồi ăn cơm với cái người đó hả, thì vợ em cũng biết cái người đó nữa mà ghen đến mức vậy luôn á. Em bực một câu là mẹ em nói nếu trường hợp mà con thấy vợ con vậy rồi sao. Em mới nói là bình thường má, không có gì đâu. Rồi cũng cãi qua cãi lại, em tức quá em đi mướn nhà trọ ngoài em ở luôn. Ôi trời, em dẫn con nhỏ gái em theo luôn. Em vô ngay cái nhà trọ của thằng em trong công ty luôn. Nó vô nó đồn hết công ty. Bà mẹ cầm cái giấy chứng minh hỏi con biết anh này không, cũng làm chung công ty con nè. Anh cầm lên, trời ơi anh Hải. Nó bắt đầu vô nó đồn hết nguyên công ty luôn. Ai cũng biết hết trơn, trời cái ship ảnh này kia nghe vậy cái nó kêu ảnh lên. Nói chuyện nó, ủa sao mà cưng phải ra nhà trọ, cưng mướn nhà trọ cưng ở kỳ vậy. Mà mất cười lắm, đi ra nhà trọ ở thì em cho đi luôn. Em cũng hú kêu lần nữa, đòi bắt nhỏ gái em theo nữa. Cái lúc đó nhỏ đó nó còn bé, mất cười lắm. Nghe ba nó là mình đi lại tới nhà mới mình ở, nó phái lắm. Ba đi, ba mình đi ba. Về hỏi hai đứa tình trạng thực tại hiện giờ hai đứa là sao? Dạ, đang rất là hòa thuận nha. Ai đăng ký cái chương trình này? Dạ, em là người đăng ký. Tại cái bữa đó vợ đi du lịch, dẫn hai đứa con đi, bỏ vợ bỏ mình em ở nhà. Cái buồn quá bắt chương trình lên coi cái... coi tại hôm bữa trước á là vợ cũng có nằm coi, vợ nói anh em đăng ký chương trình nha. Nói ừ thì đăng ký đi, thì vợ chồng mình đi. Cái bà xã em ru luôn cái à. Bữa đó ở nhà móc ra đăng ký thử coi mà à. Em gọi đại em là người đăng ký á. À, cuối dạ. Cùng là được tham gia. Dạ đó. Giờ nếu mà em muốn vợ em thay đổi á, là em muốn vợ em thay đổi cái gì?
Dạ thì em cũng nhân tiện chương trình, em cũng gửi chương trình nhắn với vợ là: vợ ơi đừng có ghen nữa, em là thật sự là em rất là thương vợ em. Ngoài đi làm là bây giờ là em không có gì là bậy bạ hết á, nhưng mà em cũng có cái tánh là nóng tánh dữ lắm. Em cũng ráng em kiềm chế cái tánh nóng của em lại và để lo cho gia đình. Hiện giờ em cũng ráng em làm để cất cái nhà, em xây tổ ấm cho vợ chồng em. Rồi còn em, bây giờ Trang, em muốn ông xã em thay đổi điều gì? Thì em muốn ảnh là quan tâm tới mẹ con em nhiều chút. Tại vì cái thời gian ảnh đi là quá nhiều rồi, cho nên về là chơi với con. Đó, giờ không có nói lang bang nghe, nói lang bang một hồi nó quên là em muốn nó thay đổi cái gì đó. Dạ, muốn thì quan tâm tới vợ. Quan tâm tới vợ nè, rồi gì nữa? Mai mốt này kia là thấy phụ nữ khác là đừng có nhắn tin bậy bạ nói chuyện với người ta. Ta làm gì kệ người ta đi, mắc mớ người ta bỏ ghét, cua cho bỏ ghét. Bởi đúng vậy. Cái điều mà bạn muốn ở vợ bạn là phải hiểu bạn. Là bởi vì sao ngày xưa bạn chơi với bạn này là lúc đang đi học, là con số 0 chả là cái gì hết. Bây giờ người ta thành đạt rồi, người ta phải có những mối quan hệ xã giao trong cái xã hội này. Nhưng mà vợ em lại không được tham gia ở ngoài xã hội. Để vợ em hiểu rằng nếu khi mà con người ta hoàn cảnh thay đổi thì con người cũng phải đổi thay. Thì cái sự đổi thay hoàn cảnh và đổi thay con người á, vợ em phải biết nó là như thế nào thì vợ em mới đồng cảm thấu hiểu được em chứ. Chứ nếu mà cứ ở nhà thì vợ em là dừng lại, không bước tiếp. Còn em á thì bước mà bước quá nhanh. Thì làm sao hai người mới đầu từ đồng niên với nhau nè, đúng không? Đồng hành xong đến một lúc tự nhiên vợ em đứng yên, em đi muốt ở đây em đòi người ta hiểu. Làm sao mà hiểu được, đúng không? Dạ. Nè, thì bây giờ hai bạn phải chấp nhận nhau ở cái thời điểm như thế này để làm chi, để hiểu nhau hơn. Em phải chịu khó tìm hiểu cuộc sống của chồng em, mình không có co mình lại nữa. Đó. Yeah. Rồi chúc hai em luôn luôn hạnh phúc. Yeah. Yeah.